Hello mấy chị xinh đẹp ơi, nay vào xem like giùm em nha. Đồ bộ mèo hả? Đồ bộ mèo nhớ em không có đâu Tiếng Lê ơi. Đồ bộ mèo, bộ mèo là bộ nào ta? Bộ mèo là bộ nào nhỉ người đẹp ơi? Hôm nay đồ hơi bị xinh luôn nha mọi người. Hôm nay đồ là hơi bị xinh xinh luôn á, hơi bị xuất sắc luôn á. Thôi là vào xem chia sẻ like giùm em nha mấy chị yêu ơi. Chia sẻ em với mọi người, chia sẻ để cuối giờ mình chơi game nhận quà nha mọi người. Mấy anh em mấy chị không chia sẻ em hết trơn á, lần chia sẻ ít quá không có chơi game được. Thôi là nãy chia sẻ em đi ha. Chia sẻ nhiều nhiều đông đông đi rồi tới cuối like em sẽ chơi game nhận quà ha mấy chị yêu ha. Tới qua em like mèo màu trắng đó. Tối qua like mèo màu trắng. À hết rồi chị Tuyết Lê ơi, hết rồi. Cái đó là hết rồi hả? À, chào chị Khả Ái nha, lâu lắm rồi mới gặp chị luôn á, lâu lắm rồi mới thấy chị á chị Khả Ái. Rồi mọi người, vào xem like chia sẻ like giùm em ha mọi người ha. Chia sẻ like giùm em mấy chị yêu ơi, hôm nay đồ xinh lắm nha mọi người nha. Bộ đùi nè, bộ đùi ha, áo len ha, rồi quần lưng cao ha, nói chung là có đầy đủ ha, tất cả mọi thứ trên đời luôn. Rồi nên là cho mấy chế mua hàng là nhớ xem, nhớ xe live stream giùm em nha mọi người. Quần rẻ, quần mắc, quần gì cũng có luôn nha mọi người. Không xem live hôm nay là tiếc lắm nha mấy chị nha, em nói thiệt luôn á. Chia sẻ live giùm em đi, chia sẻ mạnh tay giùm em đi nha mọi người. Đông đông người coi em mới có đông đông người coi mới có cái gì ta, mới có cái động lực để em lên được nhiều mẫu mới. Hay thì hết tiền không dám xem luôn. Trời ơi thiệt luôn á, nghe sao mà buồn ghê đó chị Khải ơi. Em cho chị Ngọc Tam nha. Rồi mọi người, mấy chị có xem rõ không ạ? Mấy chị có xem rõ không mấy chị ơi? Vào xem like giùm em đi nè. Mấy nay hai ngày nay biết mấy chị không mới chia sẻ em gì hết trơn á, lượt xem dễ xịu luôn á, là không có lên được mẫu mới, mẫu gì đẹp cho mấy chị hết trơn. Hôm nay cố gắng share like giùm em nha mọi người nha. Cố gắng share like giùm em đi. Có áo kiểu có không chị? Hôm nay có áo đó chị ơi, hôm nay có áo ha. Áo kiểu thì cũng có luôn á, thì nói chung là áo rồi hình này hình kia rồi kiểu này kiểu kia thì cũng có nha mấy chị ơi. Áo thun áo len thì cũng có hết á. Nói chung là bữa nay chân váy hay là cái gì, nói chung là đầy đủ đồ chơi luôn mấy chị ơi. Rồi xem like, chia sẻ like mấy mọi người, đông đông người coi em lên like luôn. Ủa không, hồi sáng hai cái cục mình bự nhụi đâu rồi anh? Lên đồ mới nha chị. Nay nhiều lượt xem đi rồi lên đồ mới nha mọi người, nhiều lượt xem lên đồ mới cho ha, chứ ít lượt xem quá cái làm biển lên luôn á. Nên là cố gắng share like mấy em đi mọi người. Mấy chị cho em 2-3 lượt share đi là được rồi mấy chế ơi. Cố gắng share mấy em đi nha mọi người nha. 2-3 lượt share, chị nào thương thương thì share vô nhóm giùm em nha mọi người ơi. Chứ mà ít người coi quá cái làm biến lên đồ luôn á. Rồi ha mọi người ha, em like cái set em mặc đầu tiên nha mấy chị yêu nha. Set em mặc đầu tiên nè, set em mặc chỉ có 55.000 thôi à. Rất là xinh luôn nha mọi người. 55.000 ha, 54kg độ, 55kg độ xuống ok hết luôn nha. Đây nè, cái này đồ lĩnh nha mọi người, 55k một bộ nha. 50 nãy nó nhiêu quên rồi. À 55k một bộ, 54-55kg độ xuống là ok hết nha mọi người. Chất rất là dễ thương luôn ạ. À. 55.000 thôi, siêu đẹp ha. Rất là bền luôn. Mọi mặt là màu xanh nha mấy chị ơi nha. Mọi mặt là màu xanh nè. Rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi, màu xanh. Màu xanh nha. Em đọc màu đây. Màu xinh lắm. Màu hơi bị dễ thương luôn.
Hôm nay chị gửi hàng chưa Linh Nguyên hả? Hay chị có người chốt hàng chưa Linh Nguyên ơi? Có người chốt là gọi là gửi rồi hết nha. Trừ khi nào mà mới chế hẹn coi like á nên mới là không có gửi hàng thôi. Còn mà chị nào mà không có hẹn là tất cả đều đi đơn hết rồi nha mấy chị nha. Rồi ha, mọi mặt là màu xanh này mấy chị ơi, màu xanh nè, màu xám nha. Màu xanh, màu xám nhạt nè. Xanh xám nhạt nè. Rồi màu này là màu xám đậm ha. Xanh, xám nhạt, xám đậm nè mấy chị ơi. Ủa xám đậm này hình con mèo. Xám đậm này là con mèo Kitty. Màu trắng nha mọi người nha, màu trắng nè, màu trắng nè 55.000 thôi Linh Phạm ơi. 55.000 một bộ thôi, 54-55 kg độ xuống mặt ok hết ha mấy chị ha. Dễ thương lắm. À có màu rêu với màu nói nha mọi người ơi, có màu rêu đây. Màu xanh rêu nè. Xanh rêu nha mọi người nha, xanh rêu, rêu nè. Rêu nha, rồi màu này màu ngói nha mấy chị ha, màu này là màu ngói. Đây màu ngói nè. Đó, nó như là màu đô vậy đó mấy chị. Đô đô ngói ngói, nó không phải là màu ngói đâu rồi. Em kêu là tạm là màu ngói đi nha mấy chị ơi. Nhưng mà thực sự ngoài nhìn nó giống là hơi màu đô mà ngã sang ngói vậy đó mấy chế. Rất đẹp ha mọi người ha. Rồi màu màu ngói nha mọi người, màu ngói ha. Ờ màu ngói đi. Màu ngói nha mọi người, màu ngói ha. Màu xanh, màu rêu. Màu ngói, màu xanh, màu rêu, màu trắng nè. Ngói xanh, rêu, trắng nè. Với màu xám lợt. Ngói xanh, rêu, trắng với xám lợt ha mọi người ha. Chị nói đi comment em luôn. 55.000 một bộ thôi. 55.000 một bộ thôi nha mọi người. Được không anh? Trời ơi, cái ghê này. Hả? Chia sẻ bài giùm em đi mọi người ơi. Chia sẻ giùm em đi nè. Share like kia giùm em mọi người ơi. Share like giùm em đi mấy chế yêu ơi. Share like giùm em đi mọi người. Có áo nhung giống hôm qua không chị? Có đó, bây giờ mệt thì mới dung. Nhưng mà hôm nay áo nhung màu khác. Nhưng mà mấy cái cục đó nó nằm ở chỗ nào rồi. Có áo nhung đó nhưng mà màu khác ha. Quần này không có túi mạnh hơn ơi. Mở ra màu rêu coi. Đây này lấy nhiều ơi. Màu rêu đây nè. Màu rêu đây. Đây nè. 55.000 một bộ thôi nha mấy chị nha. 55.000 một bộ mấy chị ơi. Xe bài em đi mấy chế. Thì có năn nỉ luôn. Năn nỉ luôn. Xe bài em đi nha mọi người. Xe giùm em đi mọi người, thương thương em xe vô nhóm giùm em đi nha mấy chế ơi. Đây nè, em chào chị Tường Vy Nguyễn nha, màu rêu đi nha mọi người. Chị ơi, mẫu bạc leo chị gửi được không chị? Em thích đồ của chị lắm nhưng không biết làm sao mua được. Dạ được mà chị Ngân Lê ơi, em gửi bưu điện cho chị nha. Thì chị cứ mua đi, rồi ngày mai em chốt đơn á chị cho em xin cái địa chỉ cụ thể xíu. Địa chỉ nhà của chị ở dưới Bạc Liêu á, thì em sẽ gửi qua đường bưu điện cho chị nha Ngân Lê ơi. Ship thì từ đây ship xuống dưới là nói chung là ship tỉnh là đồng giá 35.000 ha. Bao nhiêu sản phẩm cùng ship có 35.000 thôi. Rồi ha mọi người. Rồi nha mọi người, đây nè, màu rêu nè. Đỏ đẹp chưa? Rất là cưng nha mấy chế yêu ơi, đẹp lắm luôn á nha mấy chế yêu nha. Có 55.000 một bộ thôi à. 55k một bộ thôi. Đây nè, cực kỳ xinh luôn. Đó, quá đẹp luôn. 55k một bộ nha, 55 cái độ xuống mặt ok hết nha mọi người. Xinh lắm mấy chị ơi, mọi mặt là màu xanh nè. Nói chung là cái áo màu gì là cái viền của nó màu đỏ nha mấy chị nha. Áo màu gì là quần viền màu đỏ nha mọi người. Rất là siêu, rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Chiếc vải cũng cực kỳ ok luôn, chiếc vải mặc thích lắm á. Mặc rất là mát ha mấy chế ha. Rồi em đứng lên cho mấy chị xem nè. Trời ơi, xinh lắm luôn á nha mấy chị ơi, xinh lắm, xinh lắm. Có 55.000 một bộ thôi. 55.000 một bộ thôi. Đó, cực kỳ đẹp luôn, thấy chưa? Siêu đẹp nha mọi người nha. 55k một bộ, 55 cái độ xuống ok hết nha mấy chế nha. Cái này là quần lửng nha mọi người. Hôm qua mấy chị kiếm quần lửng quá trời luôn mà. Em có cái mẫu này mà em quên. Quên mất tiêu. Rồi 55k một bộ. Ai lấy thì comment giúp em nha. 1m56, 59kg không vừa đâu chị ơi. Hàng bên em không có hàng 59kg đâu nha chị nha. Hàng bên em thì có tầm 55kg độ xuống thôi. 59kg là không có hàng đâu ha. Rồi ha. Rồi mọi em mặc là màu xanh này mọi người. Đó, rất là xinh luôn. Áo nhung có vàng đồng không lấy em đi. Hình như là cái đó nó không có vàng đồng á thì phải. Hình như nó có màu dương với màu đen thôi à. Nó là mẫu khác, nó cũng nhung luôn nhưng mà mẫu khác chứ không phải màu đó. Nó là màu dương với màu đen thôi. Rồi ai lấy bội mặc thì comment em nha. Không có sai nha chị Quỳnh Giao Phạm Quang Phan ơi. Không có sai, hàng em là hàng free size á chị ơi. Hàng em là hàng free size ha. Rồi mẫu em mặc là màu xanh nha mọi người. Ai lấy cái bội mặc không ạ? Đẹp lắm nha mấy chế ơi, quần lửng nha mấy chế yêu nha. Quần lửng mọi người, rất là xinh luôn. Màu xanh nha. Rồi màu xám nè. Màu xanh này, màu xám nha. Em chào chị Dinh Đỗ nè. Màu xanh, màu xám này, bộ này 54-55kg độ xuống mặt ok ha. Màu xanh, màu xám, màu trắng mọi người ơi. Màu xanh, màu xám, màu trắng nha. Rồi màu ngói. Xanh xám trắng ngói đi ạ. Xanh xám trắng ngói với là màu rêu không mấy chị yêu ha. Màu rêu nè. Mạnh Hưng màu xanh này ok nè. Mạnh Hưng cho em số điện thoại nha Mạnh Hưng nha. Mạnh Hưng ơi, chị cho em xin lại số điện thoại nha.
có 55 nghìn một bộ thôi mấy chị ơi, thiệt luôn á, quá rẻ luôn. Cái bộ này, cái này của Mạnh Hưng nè, Mạnh Hưng màu xanh nè, cho em xin lại số điện thoại nha, người đẹp Mạnh Hưng 55k thôi nha mấy chị ơi, rất là xinh luôn á, thiệt á, đẹp lắm. Vải mà thích lắm á nha mấy chị, cái vải của nó, cái chất của nó như là dạng hơi thun lạnh, thun trơn trơn xíu á nha mấy chị, thun như là nó độ thun nhiều nha ha, nè độ thun có giãn nhiều, nhưng mà cái mình hàng của nó như là cái mình hàng mà cần mấy cái chiếc vải mà đi tập thể dục á, nó trơn trơn giống vậy á, rất là xinh nha mọi người ơi. Có lên áo nhung không biết em đợi, áo nhung á hả, có thì chắc phải có rồi, nhưng mà giờ không biết nó nằm ở đâu hết á Trần Thị Mỹ Dung ơi, không có lên liền được đâu, tại vì hàng chất quá trời rồi, hôm nay hàng chất nhiều lắm. Rồi nha, màu xanh nha mọi người nha, màu xanh này màu ngói nè, màu xanh màu ngói màu xám ai màu trắng nha, màu xanh màu ngói màu trắng màu xám, xanh ngói trắng xám nha mọi người nha, với màu rêu ha mấy chị ơi, màu rêu đây, màu rêu nè, Mạnh Hưng lấy cho em số điện thoại nha Mạnh Hưng ơi, rồi màu rêu nha mọi người nha, có 55 nghìn một bộ thôi mấy chị ơi, 55 nghìn một bộ thôi nha mọi người, quần lửng á 12 chữ này rất là xinh luôn à, đẹp lắm. Cái form này form áo bình thường quần lửng ha mấy chế ha, mấy chế mặc ở nhà hay mặc đi vòng vòng mặc đi chơi vẫn ok luôn nha mọi người, siêu đẹp luôn đó, rất là xinh nha. Có 55 nghìn thôi bộ này, 55 nghìn một bộ thôi nha, 55 cái độ xuống mặt ok, chị nào lấy comment giúp em luôn ạ. Màu xanh màu rêu nè, màu xanh màu rêu, màu xám màu trắng với màu ngói, xanh rêu xám trắng ngói à, 55k ai à, lấy chốt nhanh giùm em luôn, chia sẻ bài em mọi người ơi, chia sẻ được cuối giờ mình tặng quà nha mọi người nha, chia sẻ like cuối giờ mình chơi game ha mấy chế ơi. Em nhìn được hàng rồi, quần đẹp mặc ưng lắm chị à, cảm ơn chị Sáu Ngô nhiều nha. Hôm giờ mấy chị mua quần chị nào cũng khen quần của em hết trơn á, em thì có quần em mặc là nói chung là không phải là mèo khen mèo dài đuôi đâu, mà thật sự là nó rất là đẹp mấy chị ơi, em nói thật luôn. Rồi ai à, lấy thì comment giúp em nha mọi người nha. Màu xanh ha, màu rêu, màu xanh màu rêu này, màu xám màu, ủa màu xanh màu rêu màu xám ha, rồi màu ngói, màu xanh màu rêu màu xám màu ngói với là màu trắng. Rồi ai lấy set em mặc thì dốt giùm em nha mọi người nha, 55k một bộ nha mấy chị nha, 55k một bộ, 5 kg độ xuống ok hết. Chị nào lấy thì comment giúp em nha mọi người, có ai lấy bội mà không, ai lấy thì chốt giùm em nha mọi người ơi, 55 nghìn thôi chị ơi. Lấy em đỏ ngói, đỏ ngói xanh ba bộ hả người đẹp Linh Phạm, đỏ ngói xanh ha, ủa màu ngói với màu xanh thôi à, đâu có đỏ à, đỏ ngói hả, đỏ ngói với màu xanh ok nè, đỏ ngói với màu xanh nè Linh Phạm nè, 55k thôi ha, đỏ ngói nè, đỏ ngói với màu xanh nè, siêu đẹp nha mọi người ơi, 55 nghìn thôi, quá rẻ luôn á. Cái bộ này, cái bộ này là quá trời rẻ luôn. Màu rau là gì vậy trời, màu rau à, màu rêu á hả, phải không Xuân Kim, Xuân Kim màu rêu ha, cho em số điện thoại nha Xuân Kim ơi, Xuân Kim rêu nè, cho em số điện thoại luôn ha, 55k thôi nha mấy chị ơi. Em có quần da hay chân váy da không, chị có chân váy da nha em còi ơi, nhưng mà không có quần da ha, quần da mấy này không có hàng. Rồi ha, mọi mặt là màu xanh nè, Xuân Kim lấy màu rêu cho em số điện thoại nha Xuân Kim nha. Rồi em có màu xanh màu trắng màu xám nha mọi người, màu xanh màu trắng màu xám nha mọi người, xanh trắng xám mấy chế ha, 55 nghìn một bộ, 55 cái độ xuống mặt vừa hết. Nó có một cái màu xám đậm nè, màu xám đậm như này, nhưng mà cái hình nó hình khác, hình này hình con mèo, tự nhiên lọt chọn một bộ đây, mình để mở ra cho mấy chị coi luôn. Trời ơi dễ thương quá à, ở đâu lọt ra cái bộ này dễ thương quá trời vậy. Đây mọi người, ở đâu lọt ra bộ xám đậm con mèo Kitty quá đẹp luôn. Đó, có một bộ xám đậm duy nhất luôn, 55k đúng một bộ luôn nha mọi người nha. Rồi xám đậm ha, chế nào lấy xám đậm, chốt xám đậm giùm em, 55 nghìn một bộ thôi ha mấy chị luôn ha. Rất là đẹp luôn này mọi người. Đây cái quần của nó là cái quần cũng khác hơn người ta nữa, quần nó là quần thun gân nha mọi người nha, thun gân siêu đẹp luôn. Xuân Kim lấy hàng chấm số điện thoại nha. Rồi ai lấy xám đậm thì chốt xám đậm giùm em nha, xám đậm là hình con mèo Kitty nha mọi người nha. Đó dễ thương lắm luôn nha mấy chị ơi. Ship như vậy, ship tỉnh 35 nghìn ha chị ơi, bao nhiêu sản phẩm cũng ship 35 nghìn hết. Thành phố thì 25 tới 30k nha mọi người nha. Rồi em đứng lên cho mấy chị xem nè. Muôn mụn xám ok nè. Muôn mụn ơi, xám lợt đúng không chị ơi? Muôn mụn xám lợt ha. Muôn mụn xám nè, hàng thanh xám đậm ok nè, muôn mụn trên số điện thoại nè. Muôn mụn xám nè. Muôn mụn trên số điện thoại nha, hàng thanh cho lại số điện thoại luôn người đẹp hàng thanh ơi. Hàng thanh nè. Hàng thanh xám đậm nè. Rồi hết xám đậm nha, rồi em còn xanh trắng với lại xám lợt nha mọi người. Xanh trắng xám lợn nha mọi người, muôn mụn với là hàng thanh, hai chị cho em số điện thoại đi hai chị ơi. Đây ha, em đứng lên cho mấy cái coi nè, em còn đúng ba màu thôi nha mọi người nha. Bộ này dễ thương lắm á, 55 nghìn thôi, 55 cái độ xuống mặt ok hết. Đó mấy chị thấy chưa, rất là xinh nha mấy chị nha, đẹp lắm. Có 55k một bộ thôi à. Ủa vậy là hết rồi chị muôn mụn ơi. Hồi nãy chị nói xám, em tưởng nó là cái xám em mặc, cái màu em dơ lên là xám đậm mà. Hết rồi.
Nãy chốt cho thằng Thanh mất tiêu rồi, nãy chị không nói xám đậm, em đâu biết đâu, em tưởng chị là lấy xám này. Em chốt chị màu xám này nè, hết rồi thằng Thanh. Ê ơi, Muôn Muộn ơi, lấy màu này giùm em được không? Màu xám này cũng đẹp nè, xám cái mẫu em mặc này cũng dễ thương mà. Thằng Thanh có lấy thì cho xin số điện thoại nha, không lấy số điện thoại là đưa cho Muôn Muộn đó nha. Rồi em còn xanh xám trắng, xanh xám trắng, ai lấy chốt giùm em luôn nè, màu xanh, màu xám, màu trắng nha mọi người nha. Ok, lấy mẫu này đi ha chị, màu này cũng đẹp mà. Cho em xin lại số điện thoại nha Muôn Muộn ơi. Cho em xin số điện thoại đi chị yêu ơi. Ủa để chồng một khác hả? Rồi ok bỏ ra. Rồi ha. Rồi em còn xám đậm, xanh với lại trắng nè. Thằng Thanh lấy cho số điện thoại này thằng Thanh. Dễ thương lắm nha mấy chị ơi. Có 55.000 một bộ thôi nè. Vô xám lên cho chị coi nè. Đó đẹp lắm luôn, chứ rất là ok luôn á. Biết là dồn rồi nhưng mà cho lại số điện thoại đi nha thằng Thanh ơi, cho lại số điện thoại đi ha. Không phải rồi em bỏ ra rồi, biết rồi, không phải ha, không lấy đúng không? Rồi xám nha mọi người ơi, em còn xám trắng với xanh ha mấy chị yêu ha. Xám trắng với xanh ba màu thôi, ai lấy comment giúp em luôn. Xám trắng xanh ba màu 55.000 một bộ, 55 kg độ xuống ok hết. Vải rất là ok nha mấy chị ơi. Bộ này chị không lấy không, Muôn Muộn bộ này dễ thương lắm. Bộ này mặc mát lắm. Bộ này mặc thích lắm luôn á nha mấy chị ơi. Rồi nha mọi người nha, chị nào lấy thì comment giúp em nha mọi người. Đây ha, màu xám, màu trắng với lại màu xanh thôi nha mọi người. Xám trắng xanh ha mọi người ha, 55.000. Rồi ai lấy chốt giùm em luôn để em qua mẫu nè. Rồi qua mẫu nha mọi người, qua mẫu luôn ha. Bây giờ qua cái gì đây, hàng biết không, biết qua cái gì nữa. Rồi đây nè, áo nhung nè, áo nhung đi ha, áo nhung đây. Đây áo nhung đây nè, áo nhung nha. Rồi ai lấy bội mặc thì chốt giùm em ha mấy chị yêu nha. Chị nào lấy bội mặc thì chốt giùm em luôn ha mấy chị ơi, rất là xinh luôn á. Có 55.000 bội mặc thôi hả? Nó nói gì? Trời ơi, chưa trễ cho coi lại bạn. À cái bội mặc là tiên vỏ đây này, có váy body nha Hoa Hồng Nhung. Hôm nay có váy body luôn ha. Rồi nha, bội mặc này nha chị ơi. Bội mặt đây 55.000 một bộ thôi, 55 kg độ xuống mặt ok. Bộ này hết nha mấy chị nha. Bội mặt là màu xanh ba màu, màu xanh, màu xám với là màu trắng, màu xanh, màu trắng với là màu xám, xám nhạt nha chị nha. Chị Tiên Võ lấy thì chốt những cái màu nha chị ơi. Tiên Võ lấy thì chốt những cái màu, chia sẻ cho em nha mọi người. Rồi em qua mẫu nè, em qua mẫu ha, qua mẫu đây nha mấy chị ơi, qua màu áo nhung nha mọi người nha. Chị nào lấy thì chốt giùm em đi nha mấy chị, chia sẻ bài giùm em đi mọi người, chia sẻ like giùm em nha. Tiên Võ ơi, Tiên Võ có lấy mẫu này không, lấy thì chốt giùm em ha chị ha. Cái mẫu này có 55.000 thôi, nó là quần lửng đó mà mặc cái vải mặt nó rất là thích luôn. 55k thôi nha chị ơi, chia sẻ live stream giùm em đi mấy chị ơi. Rồi Tiên Võ màu xanh ok này, Tiên Võ trên số điện thoại nha Tiên Võ nha. Tiên Võ trên số điện thoại ha. Rồi áo nhung nè mấy chị ơi, nhung này 65.000 một áo ha. 65.000 một áo nha mọi người. Form là form áo dấu quần nha mọi người. Đẹp lắm luôn á, 55-56 kg độ xuống là ok hết. Đó đẹp chưa? Nhung nha mọi người, chất nhung ha, mọi mặt màu xanh nha mọi người. 65k một áo nha mấy chị nha. 65.000 áo, 55 kg độ xuống là ok hết. Áo kiểu đệm xíu nè. Tiên Võ cho em số điện thoại nha. Tiên Võ nè, Tiên Võ nè. Rồi mọi mặt là màu xanh nha mọi người ơi. Màu xanh nè, màu xanh màu đô nha. Em có màu xanh màu đô thôi, hai màu xanh với đô ha. Xanh đô hai màu nè, màu này màu đô nè mấy chị. Màu xanh với màu đô nha mọi người, màu xanh với màu đô ha. 65.000 áo nha, 55-56 kg độ xuống ok hết nha mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn á, chất nhung nha mọi người. Nhung này là nhung xịn luôn nha mấy chị, đẹp lắm luôn ha. 65.000 áo thôi, 55-56 kg độ xuống ok hết nè. Form dễ thương chưa, đỏ đẹp lắm luôn. Cái này là hai mặt luôn nha mọi người, in cái này là nhung hai mặt luôn ha mấy chị ha, chứ không phải một mặt đâu á. Mình hàng bên trong là mình hàng láng nè, đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi. 65.000 thôi ha, 55-56 kg độ xuống là ok hết. Rồi ai lấy nhung thì chốt nhung nhiều em không mấy chế ha. Đây nhung cái hình này là hình gì, hình trăng khuyết nè, cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Cái chiếc vải của nó mịn lắm luôn á, mấy chị mua về mà chiếc vải không mịn hả là hả cho mấy chị trả luôn.
nè, chứ rất là láng nha mọi người ơi, y hệt như hàng xịn luôn á. Có 65.000 một áo nhung này thôi, ai lấy thì comment giúp em nha. 65k một áo, chị nào lấy thì chốt nhanh giùm em luôn áo nhung nha mấy chị ơi. Áo nhung 65k, 55 kg đổ xuống mặt, ok hết nha mọi người. Đẹp lắm nha mọi người, đẹp lắm luôn mấy chị ơi, rất là xinh luôn. 65k ở đây, nãy ai hỏi áo nhung này, lấy áo nhung này được không mọi người ơi? Có chị nào lấy áo nhung này không? Chế nào lấy áo nhung thì chốt nha, áo nhung nha, màu đô cho Ngọc Nữ này, ok này. Ngọc Nữ cho số điện thoại Ngọc Nữ rồi, đô với xanh thôi ha. Đô với dương ha, Ngọc Nữ này, Ngọc Nữ cho số điện thoại nha. Ngọc Nữ cho số điện thoại Ngọc Nữ ơi. Rồi ai lấy comment giúp em nha mọi người ơi. Màu đô với màu dương hai màu ha mấy chị ha. Tiên Võ ơi, cho em xin lại số điện thoại đi người đẹp Tiên Võ. Mấy chị yêu cho em xin lại số điện thoại hết nha. Rồi đây nha mọi người ơi, đây ha. Nè màu dương nè, ấy màu xanh đây. Đồ bộ em mặc bụng bự vừa không em, 54 kg nhưng bụng bự. 54 kg mà chị cao mét nhiêu vậy chị? Tại vì cái áo đó phông rộng á nên chị mặc bụng bự cũng ok mà. Chốt chung với bộ dung ok Tiên Võ này. Ai? Tiên Võ còn hàng đây. Đó. Nè xanh ha, mọi mặt là màu xanh nha mọi người, lên váy đi đợi em xíu nha chị. Rồi ai lấy comment giúp em luôn nha mọi người, màu dương với màu đô ha, mọi mặt là màu xanh nha mọi người. 55-56 kg độ xuống mặt ok hết ha. Áo nhung ha mọi người ơi, nhung giấu quần đó nha mấy chị, nhung giấu quần hai màu, màu đô với màu xanh. Ai lấy thì comment giúp em luôn nè, đô với xanh hai màu ha. Ngọc Nữ lấy cho số điện thoại đi Ngọc Nữ ơi. Ngọc Nữ nè mấy chế ơi, mấy chế lấy này cho em xin cái số điện thoại đi mấy chế. Lấy hàng cho em xin số điện thoại nha. Rồi ha, em còn đô với là màu xanh thôi mọi người, đô với xanh hai màu thôi mấy chị ha. Đây đô đây nè mấy chế ơi, đỏ đẹp chưa, quá đẹp luôn. Rồi ai lấy áo này nữa không ạ? À? Ai lấy áo này thì chốt giùm em áo nha, màu đô với màu xanh hai màu thôi nha mọi người. Đô xanh hai màu nha mọi người ơi, siêu dễ thương luôn, hơi bị cân luôn á mấy chị. Mấy chị ơi chia sẻ livestream đi với mọi người ơi, chia sẻ đi nha mọi người. Nãy giờ cứ có 60 người coi hoài hả, không lên nổi luôn á. Rồi lấy đô xanh comment đô xanh giùm em ha. Áo nhung nha mấy chị nha, nhung 65.000 thôi ha mấy chị ha. 65.000, 55-56 kg độ xuống mặt ok hết. Bao binh màu xanh nè, ok nha. Bao binh ơi, cho số điện thoại lại nha, bao binh nha. Long phan màu đô ok chị nè, long phan cho em số điện thoại luôn người đẹp. Long phan có dung không hạ dung thì có cái dung à, có dung nha tiền rừng. Bao binh xanh nè, bao binh cho số điện thoại nha, bao binh nha. 65.000 thôi mọi người, 65.000 thôi nha. 55 kg, 56 kg độ xuống mặt ok hết đó. Nhung này nhung hàng xịn đó nha mấy chứ ơi. Long phan màu đô này ok nè, long phan đô này cho em xin lại số điện thoại nha chị Long Phan ơi. 65k ha mọi người ha, form đẹp lắm á chị, rất là xinh luôn. Rồi long phan đô, rồi màu xanh với lại màu đô, màu xanh với màu đô nha mọi người nha. Xanh với đô hai màu, bao binh với lại long phan hai chị cho em số điện thoại nha hai chị nha. Rồi ai lấy thì chốt giùm em nha mọi người. Xanh với đô hai màu ha mấy chị yêu nha, xanh với đô hai màu thôi, cực kỳ đẹp luôn. Xanh đô hai màu rồi em qua mẫu đây. Dùm á hả chị ơi, dùm thì nói dùm đợi em xíu nha chị nha. Long Phan ơi cho em xin lại số điện thoại nha chị yêu. Rồi em còn màu xanh với màu đô thôi nha mọi người. Màu xanh với màu đô hai màu nha mọi người, xanh với đô hai màu rồi em qua mẫu đây ạ. À. Qua đầm body ha. Đầm body này dễ thương lắm nè. Body bao đẹp luôn ha mấy chế ơi, body này rất là cưng luôn, đẹp lắm, đẹp cực kỳ đẹp luôn á nha. Ai lấy cái áo nhung em mặc đó không chị Long Phan ơi, cho em xin lại số điện thoại đi người đẹp. Em còn màu xanh với màu đô em mặc nha mọi người nha, áo nhung em mặc ha mấy chị ha. Chế nào lấy xanh với đô thì comment xanh đô giùm em luôn. Xanh với đô hai màu thôi. Rồi lên đầm body được gì rồi. Em kéo hai bà cạnh nhìn để cái gì. Rồi body em chuẩn bị ra là 55.000 nha mọi người, 53 kg độ xuống mặt ok nha mọi người nha. 55k, 53 kg độ xuống mặt ok body ha mấy chế ha. Đây, dễ thương lắm luôn nè, cực kỳ đẹp. Đó, xinh chưa? Mọi mặt là màu ngói nha mọi người, mọi mặt là màu ngói ha mọi người ha. Đẹp lắm nha mấy chứ ơi, 53 kg độ xuống mặt ok, 55k ha. Cái này có hình con ong nè, có một cái hình con ong nha. Ong này là ong này ong có nhũ kim tuyến luôn. Rồi mọi mặt là màu ngói nha mọi người, em đọc màu đây. Màu ngói màu đô nè, màu ngói màu đô màu đen, màu ngói màu đô màu đen nha, ngói đô đen màu xanh rêu.
ngói đô đen xanh rêu mấy chưa, ngói đô đen xanh rêu này, màu xám này với màu bò, ngói đô đen xanh rêu xám bò nha mọi người nha, ngói đô đen xanh rêu xám bò, rồi ai lấy comment giúp em luôn. Đây màu bò đây nha mấy chế ơi, bò ha, bò thì có đúng một cái thôi rồi. À, đầm body nha mọi người ơi, body thun gân ha mọi người ha, body gân ha mấy chế yêu ha, body gân rất là đẹp luôn. Đây nè, viền nè ha, viền này là viền tay nè, viền sọc hai bên nè mọi người đó. Cái viền này là may ha mấy chị ha, cái này là may ha chứ không phải in đâu nha mọi người ơi, lên form cực kỳ đẹp luôn. Rồi ai lấy thì comment giúp em nha, body gân 55.000 một đầm thôi mấy chị ơi, 55.000 một đầm thôi ha, 53 cái độ xuống mặt ok hết nha mọi người. Đây ai lấy thì chốt em luôn nha mọi người, gân ha đẹp quá trời luôn á, siêu đẹp nha mấy chị ơi, ai lấy comment giúp em luôn nha mọi người. Màu ngói nha, màu ngói nè, màu bò nè, màu ngói màu bò màu xám, màu ngói màu bò màu xám nè, tơ tổ vi xám nè, ok nè em ơi, cho chị xin lại số điện thoại em, tơ tổ vi xám nè, ok nè, tơ tổ vi xám này cho chị xin lại số điện thoại nha, 55.000 một đầm thôi nha mấy chế ơi, 55.000 một đầm thôi, màu ngói nha, màu bò nha mọi người, màu ngói màu bò nè, cam đen cho Thư Thanh nè, ok nè, Thư Thanh màu cam với màu đen nè, Thư Thanh cam đen nè, Thư Thanh ơi cho lại số điện thoại nha, Thư Thanh, Thư Thanh nè cho lại số điện thoại nha người đẹp, Thư Thanh cam đen nè, tơ tổ phi có xám rồi, tơ tổ phi cho số điện thoại đi, Thư Thanh cho số điện thoại luôn nha. Rồi mọi mặt là màu cam nha mọi người, màu cam màu bò đây nha mọi người, màu cam màu bò. Mình lấy đầm đang mặc ok qua Hồng Nhung nè, qua Hồng Nhung trên số điện thoại nha, qua Hồng Nhung ơi, qua Hồng Nhung trên số điện thoại. Rồi cái đầm em mặc hết rồi nha mọi người, em còn màu bò nha mọi người, cái màu em đặt em mặc là hết rồi nha, màu bò màu rêu nè, màu đô nè, màu bò màu rêu màu đô hết ngói rồi chị ơi, màu đen bò rêu đô đen thôi hết ngói rồi, em có bò rêu đô đen nha, bò rêu đô đen hết ngói rồi ha chị ơi, bò rêu đô đen chị qua Hồng Nhung có lấy đi cho em số điện thoại nha, qua Hồng Nhung nha, qua Hồng Nhung nè lấy đi cho em số điện thoại nha, 53 kg độ xuống mặt ok nha. Đây em có màu đen màu đô này mọi người, màu đen màu đô màu rêu màu bò ha mọi người ha, đen đô rêu bò, để em thử đô cho mấy chị coi. Đây qua Hồng Nhung cho em lại số điện thoại đi chị ơi, Ngọc Thiện hết ngói rồi, cho em lại số điện thoại chị cho em bị dư. Thư Thanh lấy đô hả, Thư Thanh lấy màu đô này ok nè, Thư Thanh màu đô nè, rồi em có màu rêu ha, màu rêu màu bò màu đô với lại màu đen nha mọi người, rêu bò đô đen ha mấy chị ha, rêu bò đô đen rất là xinh luôn nha mấy chị, 55.000 một đầm thôi, 53 cái độ xuống mặt ok hết. Bởi vì chẳng là đang chia sẻ cái là bao hết toàn cái bao nhiêu nước luôn là nước anh đó hả? Nghĩ gì vậy? Chẳng rồi. Biết ngày nào luôn. Nước bình có thứ sáu. Rồi đây màu rêu đây ạ, à, đẹp chưa? Rất là xinh luôn nha, Ngọc Thiện ơi hết ngói rồi chị. Em còn màu rêu nè, qua Hồng Nhung cho em lại số điện thoại nè. Số điện thoại bị dư số rồi nha chị ơi. Rồi nha mọi người, rêu ha, cực kỳ đẹp luôn. Màu rêu màu đen màu bò. Màu rêu màu đen màu bò nè, rêu đen bò đô ha. Rêu đen bò đô nha mọi người, siêu đẹp luôn á. Cho em xin lại đi chị ơi, chị cho em dư một số rồi. Dư một số không biết chưa số nào á, cho em xin lại cái số điện thoại đi người đẹp ơi. Rồi 55.000 một đầm nè, mọi mặt là màu rêu nè mấy chị ơi, màu rêu là màu em mặc ha. Bao dễ thương luôn nha mấy chị yêu, đỏ đẹp lắm luôn á. Đó xinh chưa, rất là xinh nha mọi người, 55.000 thôi, 53 cái độ xuống mặt ok ha. Cái bộ đen đằng sau như vậy chị, bộ đen đằng sau 55.000 nha Trần Thị Thanh Quyền ơi. Hay có phát gu xì phải không chị, phát gu xì hả, phát gu xì mà phát gu xì gì em, chị cũng không biết nữa. Thư Thanh màu rêu nè, khoác lưu xì hình như là có đó, Thư Thanh rêu nè, Thư Thanh màu rêu nè, rồi tơ tổ phi màu đô nè, ok nè, tơ tổ phi màu đô nè, tơ tổ phi đô là hai cái luôn rồi em ơi, màu đô ha, màu đô với màu xám nha. Rồi em còn màu rêu màu đen màu bò nha mọi người, rêu đen bò nha, Ngọc Phượng màu bò ok nè, Ngọc Phượng bò nè, Ngọc Phượng bò nè, 55.000 một đầm ha, Ngọc Phượng màu bò nè. Rồi hết bò rồi Thư Thanh ơi. Rồi còn một đen với lại một rêu nha mọi người nha. Còn một đen với một rêu, còn váy body nào nữa mình lấy thêm. Nhưng mà chị phải cho em cái số điện thoại lại chị Hoa Hồng Nhung ơi. Không cho số điện thoại lại là em quăng hàng ra nha chị ơi. Tại vì hả, không có số điện thoại của chị là em không có chốt hàng được đâu hả? Nó không có đúng số điện thoại á chị. Qua Hồng Nhung cho em số điện thoại là đi, đầm thì có ha, em sẽ lên từ từ ha.
nhưng mà phải cho em cái số điện thoại lại, chứ không, chứ không cho số điện thoại thì em không có chốt hàng được đâu nha chị ơi. Rồi nha, em còn một rêu với một đen nè, em còn một rêu một đen. Tôi còn phim lấy hai màu đúng không em ơi? Rồi em còn một rêu một đen ha mấy chị ha, đẹp lắm luôn, đen cũng là viền xám như em đang mặc luôn nè, quá quá đẹp luôn nha mọi người. Đó, rất là xinh luôn, nhìn cái con ong ngay đây dễ thương lắm luôn nha mấy chị, đẹp lắm luôn nha mọi người. 55.000 một đầm thôi, body ha, cực kỳ đẹp, đỏ lên form bao đẹp luôn nha mấy chị nha. Rồi một một rêu với một đen thôi, em còn một rêu một đen, ai lấy rêu comment rêu, ai lấy đen comment đen em nha. Một rêu với một đen là hết rồi ha mấy chị ha. Đây ạ, 55.000 một đầm thôi, ai lấy nữa không ạ? Siêu đẹp nha mọi người, 55k một đầm, 53kg độ xuống mà ok hết ha mọi người ha, siêu xinh luôn. Em lấy nốt cho cũng được, lấy nốt là lấy cái nào vậy Thư Thanh, là lấy màu nào, một còn một rêu một đen ha, là em lấy hết luôn hay sao? Rồi còn một rêu một đen nha mọi người, body này 55.000 nha Yến Trinh nha, body này 55.000 một đầm, ok tới tổ phi nè. Rồi em còn một rêu với một đen thôi ha mọi người ha, 55.000 một đầm nha mấy chị ơi, 53kg độ xuống mặt vừa nha mọi người. Chị nào lấy đầm body em mặc thì chốt giùm em ha mấy chị ơi, 55k thôi à, rất là đẹp luôn, dễ thương lắm luôn nha. Rồi chốt cho Thư Thanh đen rêu luôn nè. Rồi Thư Thanh đen rêu nè, rồi hết luôn nha, qua mẫu nha mọi người, Thư Thanh đen rêu nè, qua mẫu luôn. Mới nè hả? Thôi nè hả? Mệt cái gì? Bộ đen đằng sau hả? Mặc lên nó y hệt vậy luôn á. Chừng thì Thanh Quyền ơi, em treo lên là để cho mấy chị coi cái form á, mặc lên nó y hệt vậy luôn á, người đẹp. Chuyện mẫu body khác đi, em qua mẫu khác nè, qua mẫu đầm yến ha. Hả? Ghê quá. Nhiều hình như đợt nào cũng bị hết lần vậy phải không? Làm thấy ghê thì chứ. Rồi em qua mỗi đầm yếm nè mấy chơi, yếm này 55.000 một yếm nha mọi người, 55kg độ xuống mặt ok hết luôn hả? Vải thun hay len hả? Cái nào? Thư Thanh nổi. À cái đó là thun á nha. Thun nó đẹp lắm á Thư Thanh, chất ruột ok lắm. Dày dặn nhưng mà ok lắm luôn nha Thư Thanh ơi. Đây, cái đầm yếm em chuẩn bị ra nè. Đây nha mọi người, 55.000 nha mọi người ha, 55kg độ xuống mặt ok hết. Hơi bị xinh luôn nha. Rồi 55.000 một đầm yếm nha mấy chứ ơi, 55kg độ xuống mặt vừa nha mọi người nha. Đầm này bao mặt, 55kg bao mặt luôn ha. Mọi mặt màu vàng nha mấy chứ ơi, màu vàng. Màu vàng nha mọi người nha. 55k thôi, cái này là nó là may luôn rồi mấy chị, may luôn rồi ha mấy chế ha. Còn chị nào thấy mà cảm thấy là không thích thì về tháo cái này ra may lên chút xíu thôi cho cái này nó dài xíu ha, nhưng mà em thấy vậy là đẹp rồi, dài quá nó không đẹp đâu. Rồi màu vàng ha mọi người ơi, chất cô tông ha, chất này chất cô tông đẹp lắm á. Ủa em có mặt ngược không ta? Thôi đúng rồi mà, màu vàng ha mấy chị ha, màu vàng nè, xinh lắm. 55.000 một yếm thôi, Thư Thanh màu vàng ok nè. Màu vàng, màu xám này, màu biển nha, vàng xám biển đỏ nè, vàng xám biển đỏ đen ha, vàng xám biển đỏ đen với hồng. Đây vàng xám biển đỏ đen hồng nha mọi người, 55.000 thôi ha mấy chị ha. Ai lấy cùm mình giúp em luôn, rồi em còn một vàng thôi nha mấy chị ơi, 55.000 một yếm ha. Đẹp lắm á nha, cái đầm này chất ok lắm luôn nha mấy chị. 55.000 nhưng mà em nói là thì có chất cực kỳ đẹp luôn. Mấy chị không tin mấy chị mua thử đi, em nói thiệt có chất ok lắm mấy chị ơi. Dạo này chất đẹp lắm chứ không có như hồi xưa nữa đâu. Dạo này chất của nó là chất ok cực kỳ luôn, rất là xinh nha. Đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi, màu vàng nè, màu hồng, màu đen nè, Thư Thanh màu đen nè, ok nè. Thư Thanh màu đen luôn nè, Thư Thanh màu đen nè anh. Thư Thanh đen nè, rồi vàng hồng nha. Vàng hồng đỏ nè, xanh, vàng hồng đỏ nè, xanh nè. Vàng hồng đỏ xanh xám ha. Vàng hồng đỏ xanh xám áo kiểu hả? Đợi em xíu nha chị ơi, đợi em xíu ha. Rồi Quý Thiên Sương màu đen nè. Ủa hết đen luôn Quý Thiên Sương ơi. Sao nó có một cái màu đen à, không biết nữa, hết màu đen rồi người đẹp ơi. Lấy màu vàng hoặc là màu đỏ hoặc là màu xanh được không? Nè, nếu mà muốn nuôi thì lấy màu xanh đi, màu xanh cũng đẹp lắm á nha. Rồi ha mọi người ha, em có màu vàng, màu xanh, màu hồng, màu đỏ. Vàng xanh hồng đỏ xám ha mấy chị ha. Vàng xanh hồng đỏ xám. À như có một màu ngói nữa. Vàng xanh hồng đỏ xám, cái màu này là màu ngói nè. Đây màu ngói đây nha mấy chị ơi, 55.000 ha mấy chị ha. 55.000. Rồi ai lấy chốt giùm em luôn nha mọi người. Siêu siêu đẹp nha mọi người. Đỏ xám hồng hả? Ok nè, đỏ xám hồng nè. Đỏ xám hồng nè.
hồng yến màu ngói nè, ok hồng yến nè, hồng yến màu ngói nè, rồi hết đỏ rồi chị ơi, em còn màu biển với lại màu vàng thôi à. Hồng yến ngói này 55.000 nè, nhìn cái nào cũng muốn lấy. Hết rồi. Hết rồi nha Thư Thanh nha. Rồi ha, em còn màu vàng với là màu biển thôi mọi người, em còn vàng với biển thôi. Chị gì đó Hương Hương Trần ơi, chị lấy vàng hoặc biển giùm em được không? Biển cũng đẹp nè. Chị trắng trắng chị mặc biển cũng ok nè. Đây mở biển ra cho mấy chị coi ha. Nói chung xinh lắm nha mấy chế, 55.000 mà vải đẹp lắm luôn. Vải rất là đẹp nha mọi người. Đây xinh siêu siêu đẹp luôn. Em màu biển nè ha, nó có hai cái viền bên hông nha mọi người. Phí ship bao nhiêu hả? Ship là tỉnh đồng giá 35.000 nha chị ơi. Ship bao nhiêu sản phẩm cũng 35k thôi. Rồi ai lấy đi comment giúp em nè, màu biển nha mấy chị ơi. Đó cái dây nè, đẹp nhất là cái dây, thích nhất là cái dây đây. Đó cái dây chữ nhìn thể thao lắm luôn nha. Rồi em còn vàng với biển. Ai lấy vàng biển comment vàng biển giúp em, 55.000 một đầm thôi nha mấy chị ơi. Biển cho Quý Thiên Xuân nè, ok nè. Quý Thiên Xuân cho em số điện thoại nha người đẹp ơi. Quý Thiên Xuân nè, cho em số điện thoại nha chị ơi, 55.000 thôi ha. Rồi em còn vàng với biển thôi à. Hương Trần ơi, chị lấy vàng hoặc biển giùm em được không Hương Trần? Đầm này màu biển với màu vàng, màu nào cũng đẹp hết. Em thử biển lên nhìn cũng xinh lắm luôn. Nếu mà mấy chị sợ nổi thì mấy chị lấy biển, còn chị nào thích trẻ trung cá tính thì lấy màu vàng ha. Rồi em còn màu biển với là màu vàng thôi nha mọi người. Còn hai biển màu vàng là hết nè. À hai biển màu vàng là hết. Ai lấy chốt giùm em luôn, Thư Thanh biển luôn nè. Ok nè. Thư Thanh biển nè. Rồi còn một vàng một biển thôi nha mọi người. Còn một vàng một biển nha mọi người, đẹp lắm á nha mấy chị, xinh lắm, em nói thiệt, xinh lắm luôn mấy chị ơi, còn một vàng một biển thôi. Ai lấy thì chốt giùm em luôn nha. 55.000 một đầm thôi nha mọi người, 55 kg độ xuống ok hết nha mọi người ơi, siêu đẹp luôn. Đây nè, xinh lắm. Đó biển nè thấy chưa? Biển mặc lên cũng đẹp lắm á nha mấy chị ơi, đẹp lắm, rất là xinh luôn. Ai lấy thì chốt nhanh giùm em ha. Rồi nha mọi người nha. Em còn một vàng một biển thôi. Rồi chế lo lấy comment giúp em không ạ? À? Em qua mẫu nha. Còn một vàng một biển thôi nha mấy chị ơi, còn một vàng một biển, chị yêu nào lấy thì chốt nha luôn. Mấy chị ơi chia sẻ like giùm em đi nè, chia sẻ like giùm em đi người đẹp ơi. Mấy chị đẹp, mấy chị đẹp chia sẻ like giùm em mau lên mấy chị ơi. Rồi qua mẫu áo nha mọi người ha, qua mẫu áo nha. Có set bộ nỉ không chị? Có bộ nỉ nha em ơi, bộ nỉ cây còn nè, chút nữa xíu nó like luôn. Mình hôm qua lấy mấy bộ có số rồi mà tại vì chị tra lại đi chị ơi, số hôm qua hả? Số hôm qua là em ghi trong cái bịch hôm qua rồi, hàng hôm nay là em ghi đi đơn mới á. Nhìn mê lắm chị yêu ạ. Mê mà chiều người ta nói nhưng không chịu nghe ha. Chắc chắc nha Thư Thanh ơi, trời ơi khổ lắm á. Hương Trần màu biển nè, ok nè. Hương Trần màu biển nè. Hương Trần biển nè, cho em số này điện thoại lại nha. Mấy chị biết sao không? Tại vì mỗi ngày em xin số điện thoại cho mấy chị á, là thí dụ mấy chị có đơn hôm qua thì hôm nay em xin số điện thoại em ghi trong cái lab của em á, thì ngày mai chỉ nhìn theo số điện thoại em gộp đơn thôi là chính xác 100%, không có lộn hàng. Còn nếu mà cứ coi như hôm qua giờ coi hả, coi sổ hôm qua với hôm nay mà dò đơn mà gộp đơn á, nó dễ bị lộn lắm, nên là có số điện thoại là chắc chắn không bao giờ lộn, nên là em xin số điện thoại của mấy chị lại là vậy á. Về mấy chị không có sợ bị lộn hàng ha, nên là cứ cho việc cho em lại số điện thoại đi, nhắn con số điện thoại thì mấy chơi không có mất nhiều thời gian đâu mấy chế. Rồi em qua mẫu nha mấy chiêu ơi, qua mẫu nha mấy chiêu nha, qua mẫu đây à. Em qua áo nha mọi người, qua áo ha mọi người ha, qua áo nè, đẹp lắm, hơi bị xinh luôn. Áo dưới quần nha mọi người nha, áo dưới quần, áo dưới quần, quần lưng cao này đây nè mấy chị ơi, quần lưng cao nha, hơi bị mê luôn á quần này. Quần này là hơi bị mê luôn nha mấy chị ơi. Có 5 101 một quần thôi, áo thì 50k. Nốt cái vàng nữa đi, ok em nha. Chị nói rồi ha, hồi chiều nói sao là nhớ nha em Thư Thanh. Ai Quý Thiên Xuân còn hàng đi mà. Rồi qua mẫu giúp em nha mọi người, qua mẫu giúp em thôi mọi người ha. Qua áo với quần nè. À, quần này 101 một quần nha mọi người, áo thì 50k. Rồi qua giúp em ha, áo len nha mọi người, len cho dài. Quần này là 101 một quần nha mấy chơi ơi. Quần này dễ thương lắm luôn, nó có 3 size SML nha mọi người nha. Quần này hôm giờ chị nào mua hàng của em rồi là biết cái chất quần ha mọi người ha. Bữa giờ bán cũng hơi bị nhiều rồi, mấy chị cũng quen với cái chất này rồi á, nên là hả quần bên em bán là cứ yên tâm nha mọi người nha. Nó là quản cho 100% luôn. Tướng lên coi với chị, hết mất tiêu rồi, mệt mỏi. Mệt mỏi hàng, mệt mỏi là mai gửi nha mệt mỏi ơi, mai em gửi nha, mai là bảy tay rồi á. Đây nè, áo này áo len nha mọi người, áo len kim sa nha mọi người nha, len kim sa hình con, hình là biết hình con này con gì luôn mà xinh lắm.
có 50k một áo thôi. Quần này là 101 một quần nha mọi người nha. Áo này 50k, 25kg độ cứng mặc ok luôn đó mấy chị. Đây. Này có quần này, quần hai dây kéo á mọi người ha, y hệt hàng xịn luôn. Đâu có khác gì hàng xịn đâu mấy chị thấy không? Quần size S là dưới 46kg em nha mọi người. S với 46kg, M từ 46 tới lại M từ 46 tới lại 52 ha. L là từ 52 tới lại 55kg giùm em nha mọi người. L là 52 tới 55kg giúp em ha. Áo em mặc là 50.000, 55kg độ xuống mặt ok hết nha. Mọi mặc là màu trắng nha. Dễ thương chưa? Quần size S với 46kg nha chị Phan Loan ơi. Quần size S với 46kg giùm em ha. Áo len này thì free size 55kg độ xuống mặt vừa. Có áo thì có size thôi. Áo len thì 5.000 một áo thôi. Hình con này con... không, con cú mèo phải không? Đỏ kim sa ha, dễ thương lắm luôn nha. Toàn bộ là kim sa này màu hồng hết nha mọi người nha. Áo thì áo len, áo thì có nhiều màu, mọi mặt màu trắng ha. Trắng kem nha mấy chị ơi, chứ không phải là trắng nhách đâu ha mọi người. Trắng kem mặt mới đẹp, trắng nhách là không có đẹp đâu. Rồi màu trắng, màu đô nè, đỏ dễ thương chưa? Màu trắng, màu đô, màu xám nha. Màu trắng, màu đô, màu xám nha mọi người. Quần chất kaki á nha, bobin kaki mà kaki dày lắm luôn á bữa. Kaki này bữa giờ bán nhiều lắm. Không phải kaki thun chứ không phải kaki dày, kaki thun nha. Có kaki thun co dạng đúng chiều ha mọi người ha. Nói chung là quần mặc rất là ok luôn mấy chị, không tin mấy chị mua thử cái quần này của em đi mấy chị ơi. Nói thiệt á là về mặc thích lắm. Mặc rất là êm luôn á. Chị nào mà cho mua cái quần này của em rồi thì cho em feedback đi mọi người ơi. Thiệt luôn á, rất là ưng luôn á nha mấy chị. Có 101 thôi. Quần thì 101, áo thì 50k. Đây áo là chiếc len nè ha. Len này là mặc không hề ngứa đâu nha mấy chị ơi. Mặc len rất là êm luôn. 50k một áo thôi. Kim sa này con, cái con này là nó may nha mấy chị ơi. Nguyên một bản này là nó may hết, chứ không phải là dán đâu nha. Nên là về đừng có sợ hả, giặt một nước là nó bị trôi tróc mất tiêu. Con này là không có đâu nha mọi người. Nó là may hết nha mấy chị nha. Rồi ai lấy áo thì comment giúp em nha. Mọi mặc là màu trắng, màu xám, màu đô. Màu trắng, màu xám, màu đô này. Dễ thương chưa? Trắng cho kẹo sữa này ok nè, kẹo sữa cho lại số điện thoại nha kẹo sữa ơi. Kẹo sữa cho lại số điện thoại nha, 50k một áo thôi mọi người. Em nói thiệt chất len mà ok lắm á nha mấy chị ơi. Len rất là ok luôn, 50.000 một áo thôi, 55kg độ xuống là ok hết nha mọi người. Chị nào lấy thì comment giúp em thôi mọi người ha. Đây này đứng lên cho mấy cái coi form áo nè. Từ form áo tới form quần luôn, dễ thương cực kỳ luôn nha. Nè. Đó, xinh chưa? Đẹp lắm nha. 101 một quần nha mọi người. Ai lấy thì comment giúp em nha. Áo tơ đô giống áo này mà không em. À cái form của nó giống á chị, nhưng mà cái hình này khác nè. Form giống nhưng mà cái hình này khác ha. Cái chất len cũng y hệt vậy luôn nha mọi người ơi. Chất len cũng y hệt vậy luôn á. Đây là quần em mặc nè. Đó, quần em mặc ha, rất là xinh luôn nha mọi người. 101 một quần em mặc ha mấy chế ha. 3 size SML. S với 46kg giúp em nha mọi người. M từ 46 tới là 52. L từ 52 tới 55kg giúp em nha. Em có đúng rồi, đúng rồi. Có 3 size thôi, chị nào lấy comment giúp em luôn ạ. Form đẹp dễ thương lắm luôn. Rồi áo em mặc có chị nào lấy không? 50k một áo thôi nha mọi người ơi. 50.000 một áo lên em mặc thôi. 55kg độ xuống mặt ok hết. Chị nào lấy thì chốt nhanh em ha. 50k một áo nha mọi người nha. Kim sa con hình con cú mèo nè, rất là dễ thương luôn. Màu trắng ha, màu xám, màu đô. Màu trắng, màu xám, màu đô. Ai lấy màu gì chốt màu đó em nha. Trắng, xám, đô ba màu. Siêu siêu đẹp, 50k thôi mấy chiêu ha. Có quần jean không em? Không có quần jean chị ơi. Mấy nay không có quần jean đâu. Nếu mà chị đợi quần jean là không có đâu á. Tại vì nếu mà mấy nay quần jean nó không có ra hàng gì mới hết trơn. Nó chỉ ra mấy cái quần này thôi, quần lưng cao thôi à. Ra mấy cái quần lưng cao em mặc thôi. Em size S, ok bobin nè. Bobin size S ha. Chị mua cái quần này ngọt cho chị ngọt Tuyền Quỳnh. Quần này mặc đẹp lắm á. Bobin size S nè. 101 một quần ha. À lấy comment giúp em nha mọi người. Bobin số 7 hả. Đó dễ thương lắm luôn. Áo em mặc có chị nào lấy không? Áo em mặc có chế nào lấy không? 50k một áo thôi nha. 55kg độ xuống mặt vừa hết nha mọi người. Chị ơi có len tay hơi tay dày. Len dày hơn xíu mà không có. Có áo len này thôi người đẹp ơi. Nếu mà áo len dày hơn thì nó không có giá này đâu mấy chị yêu ơi. Vinh Phạm, Vinh Phạm màu đô nè. Cái này Vinh Phạm cái số điện thoại nè. Có chân váy da không chị? Có chân váy da nha. Ủa bên kia hả? Phải không? Vinh Phạm nè. Vinh Phạm đô nè. 50.000 áo thôi nha. Hôm bữa quần không cắt giọt gấu gấu à. À biết sao không? Tại vì cái quần của nó cái kiểu như vậy á Thư Thanh ơi, nhưng mà cái quần này hôm nay nó có nè. Tùy quần á nha. Nói chung là tùy quần thôi chứ không phải là cái quần nào nó cũng vậy đâu người đẹp. Ngọc Thiện quần 47kg ok nè. Ngọc Thiện cho số điện thoại nha. Ngọc Thiện lấy size M cho Ngọc Thiện nha. Ngọc Thiện nè quần 47kg nè. À, Ngọc Thiện cho số điện thoại nha Ngọc Thiện ơi. Ngọc Thiện.
Rồi, mặc màu màu đô hả? Đô đây nè chị ơi, đô đây, áo trắng với áo nhung đen nè, hôm qua. Áo nhung đen hôm qua hết rồi người đẹp ơi, còn áo trắng này thôi à. Áo nhung đen hôm qua rồi Trần Thị Mỹ Dung. Áo nhung đen hôm qua hết rồi người đẹp ơi. Chốt cho Trần Thị Mỹ Dung áo này nha, có cái áo nhung hồi nãy nó lấy không? Trần Thị Mỹ Dung nè. Có cái áo này thôi nha, áo nhung hôm qua hết rồi nha người đẹp Mỹ Dung ơi. Rồi ha, đô đây nè chị ơi, mở đô cho chị coi ha. Nói chung là màu nào cũng đẹp hết đó, cái phơ mặt lên đi hợp như vậy nha. Xinh lắm luôn nha mấy chế luôn nha. Ai lấy áo thì chốt áo, ai lấy quần chốt quần em nha mọi người. Siêu siêu đẹp. Quần này á hả, quần phải kaki người đẹp ơi, lấy không? Đẹp lắm á. Đây nè. Chị ơi đồ đồ bộ. Nó bị rách hả? Rách chỗ nào vậy? Chụp hình em coi đi chị Linh luôn. Chụp hình em coi ha. Chụp hình lại giùm em đi, hàng mà có bị lỗi thì em nhận lại cho. Chị chụp hình em coi đi xíu nữa em like xong rồi em coi nha chị Linh luôn ơi. Còn đầm thun nữa không chị? Yêu còn á nha em ơi. Bữa nay có thun mơm không chị ơi? Có thun mơm nha người đẹp. Đây nè, màu đô đây, đỏ đẹp chưa? Nói chung áo này màu nào cũng đẹp hết trơn. 55 kg độ xuống mà ok hết luôn nha. Nè quần nè, quần cái form thì khỏi chê rồi mọi người. Thiệt luôn á, rất là xinh nha mọi người ha. Đẹp lắm, nó có hai cái dây kéo đây nè. Cái này kéo được nha mọi người ơi. Cái này là kéo được thôi mấy chế ha, kéo được hết trơn á mọi người, 101 một quần ha. Quần đẹp lắm, hai cái dây kéo là kaki dạ, hai cái dây kéo dày luôn, rất là xinh nha mọi người. Rồi ai lấy áo chốt áo, ai lấy quần cái quần vải đẹp chứ chị ơi, Ngọc Huệ Trường ơi, mua thử đi. 40 kg mặc vừa nha Ngọc Trường ơi. Trời ơi áo này hả? Áo này tại vì á mấy chị biết sao không? Nó là phơm như vậy nên mới báo 55 kg thôi chứ thực sự cái áo này á mặc cái kiểu như vậy mới đẹp nè. Mấy chị 55 kg mặc lên cũng rất là ok luôn mấy chị ha, tại vì cái form của nó to nên em mới báo 55 kg thôi chứ thực sự là áo 40 kg mặc cũng ok hết luôn. Mặc form rộng nhìn cũng dễ thương mà. Bộ em mặc hả, áo 50 cao quần 101 ha, là tổng cộng là 106 một bộ nha chị ơi. Quần em mặc 4 cái, em lấy cho chị một ri nha cô Hà. Một ri có 3 cái, chị lấy mấy ri. Quần cho cô Hà nè. 55 kg hả, em lấy chị size L cho Huệ Trừng. Em lấy chị sang L nha, quần em đang mặc đây. Huệ Trường nè, Huệ Trường cho em số điện thoại nha. Ok nè, Huệ Trường cho em số điện thoại ha. Một viên nó có 3 cái thôi. SML. Chị Ngô Hà có muốn lấy thêm quần size gì nữa không? Có muốn lấy thêm size gì thì em lấy cho thêm một cái size cho. Là 4 cái. Quần đẹp lắm mọi người, thiệt luôn, nó quá rẻ. 101 thôi, siêu rẻ luôn. Huệ Trường nè, Huệ Trường cho em số điện thoại nha. Huệ Trường ơi, quần 55 kg nè Huệ Trường, mà cái này nó co giãn nhiều lắm đó mọi người ha, nên là hả mấy chị về mở cái quần ra đừng có thấy nó nhỏ nha, mà thật sự là mặc cái vô là có nó co giãn nhiều lắm. Đừng có về mà mở cái quần ra thấy nó trời, cái quần này có chút xíu không mặc sao vô, mà thật sự mặc vô thử coi vô không, nó vô tới đâu luôn á mấy chị. Rồi ai lấy áo mặc thì chối em ha mọi người ha, lấy em cái quần 49 kg nha. Ok Trúc Phạm nè, quần nhiêu cái gì Ngô Hà nói sao vậy không hiểu gì Ngô Hà. Lấy em cái quần 49 kg nha. Ok nè, quần 49 kg size M nha Trúc Phạm nè. Chất kaki 4 chiều quá chị ơi, mà đẹp lắm. Mua thử đi, bữa giờ em bán nhiều lắm luôn á. Trúc Phạm nè, quần 49 kg này cho số điện thoại Trúc Phạm ơi. Trúc Phạm nè, quần 49 kg nè, số điện thoại nha. À, lên áo khoác đợi xíu nha. Đã chia sẻ ok Phạm Văn Tám nè, áo thun đang mặc nè. Ok chị. Bức xanh bức diệt nha, áo thun đang mặc ha. Bức xanh bức diệt cho em số điện thoại nè. Hả? Áo thun đang mặc á. Gì chín lăm cái xe là gì? Áo thun đang mặc bớt xanh bớt diệt nè, chấm số điện thoại chị ơi, bớt xanh bớt diệt nha. Ái mặc 50.000 thôi. Len mà len này mịn lắm luôn không mấy chế ha. Trúc Phạm chấm số điện thoại nè. Bùi Thị Huệ bộ giống em mặc 48 kg nhé. Ok chị ha, 48 kg nè. 48 kg nè. Bùi Thị Huệ nè. Trời ơi quần này mặc ok lắm, mấy chị tin mua thử đi, thì có bán nhiều lắm luôn rồi bữa giờ. Bùi Thị Huệ nè. Quần có 101 thôi thì áo thì có 50.000 thôi, tính ra bộ có 160 quá rẻ luôn. Bùi Thị Huệ nè. Ok lên lô ha, cứ chụp lại cho em coi đi. Ngô Hà một ri nữa nè, ok nè. Ngô Hà một ri nữa nè. Ngô Hà một ri nè, chốt cho Ngô Hà một ri nữa đi. Quần nó đẹp lắm, có set đồ bộ không chị? Có set đồ bộ ha. Đợi xíu đi Thư Anh ơi, đợi xíu nha. Áo thun em mặc bao nhiêu tiền hả? 50.000 thôi chị ơi, áo thun mặc 50.000 thôi. Quần em mặc còn size SL ha. SL thôi nha mọi người, S 46 kg nha mọi người ha. L là ủa. Ủa sao quần này ít quá ta? Nhớ lấy nhiều quá mà. Hả? Em nhớ em lấy nhiều mà đâu hết trơn à. Anh có lấy lộn của em vậy. Rồi, cao tay dài mẫu khác không hả?
cho xem cái quần đây nè Kim Dung ơi. Đây, à lấy áo em mặc thì chốt em hả? Quần em còn size S với size L thôi nha mọi người. Nói chung form đẹp lắm mấy chị. Cái này là có cái này mấy chị kêu bằng cái gấu hả? Cái này là có lên line nè. Tại mấy cái quần kia là nó là cái kiểu như vậy đó, chứ không phải là nó không có lên line đâu nha mọi người nha. Cái kiểu của nó là như vậy ha. Rồi 140 một quần em mặc ha mọi người ơi, siêu đẹp luôn. Đâu có thua gì hàng xịn đâu mấy chứ ơi, rất là đẹp nha mọi người ơi. Hàng xịn nó không có giá này đâu. Rồi áo mặc ai lấy thì comment giúp em luôn. Áo mặc em có màu trắng ha. Rồi à, còn nha thằng Phạm ơi, màu trắng, màu đô với lại màu xám ba màu. Trắng đô với xám ba màu nha. Xám này dễ thương chưa? 50.000 một áo nha. 55kg độ xuống mặt ok hết. Chế đâu lấy thì chốt nhanh giùm em nha mọi người. Ai lấy thì chốt nhanh giùm em đi rồi em qua mẫu luôn. Hôm nay cũng có mấy cái áo kiểu dễ thương lắm á. Rồi ai lấy comment giúp em nha mọi người nha. Siêu siêu đẹp luôn, 50k thôi à. Nè, lên nè. Mặc dù nó rẻ mà cái chất len cũng ok lắm nha mọi người, chứ không có xấu đâu. Chứ đừng có nói mà áo len rẻ mà cái chất len xấu quắc mà không phải đâu nha mọi người ơi. Thiệt luôn á. Len đẹp lắm. Thôn trần nè, đừng có thấy rẻ quá cái bắt đầu xanh ra nghi ngờ là đồ xấu nó mới rẻ, là thật sự không phải đâu nha mấy chị yêu nha. Đồ xấu á, đồ rẻ mà nó đẹp mới là ghê chứ. Rồi nha mọi người ơi, rồi em còn trắng ha. Trắng xám với lại đô thôi. Ba màu nha, này cho mấy chị coi gần cái chiếc nè. Đó, đẹp chưa? Đó không? Mịn lắm luôn nha mọi người nha, mịn lắm. Ai lấy thì chốt nhanh giùm em ha. Trắng xám đô nha mọi người nha, trắng xám đô ba màu siêu đẹp luôn. Quần em mà ai lấy thì comment giúp em nha mọi người. Ai lấy thì comment giúp em luôn. Rồi qua màu áo này, ngọc phượng màu đô này ok nè, ngọc phượng màu đô nè. Em còn màu trắng màu xám áo em mặc nha. Quần em mặc ai lấy nữa không, em còn size S với L thôi ha. Quần em còn S với L thôi nha mọi người. S L, S dưới 46kg giùm em. L là từ 52 tới là 55kg ha. Xanh chị có trắng rồi, em chú chị màu trắng rồi nha. Cái này cũng ngọc phượng nè. Áo đô hết rồi Na Nguyên ơi, còn trắng với lại xám thôi à em ơi. Na Nguyên nè, còn trắng với xám thôi, em lấy giùm chị trắng xám được không? Ủa cái này cái nha. À cái này sơ mi nè mọi người, sơ mi mà nó cộm đùm như thế ghê không? Sơ mi ha, sơ mi sơ mi. Ờ cái này sơ mi tay ngắn. Áo len bữa chú chị mặc thấy đẹp nhưng gửi về mặc rộng quá trời. Chị tươi ơi, ủa Quang Tường bao nhiêu ký vậy? Quang Tường bao nhiêu ký mà mặc rộng? Áo em còn trắng với xám mọi người ha. Áo em còn trắng xám thô rồi em lên áo sơ mi này, sơ mi này. Đúng rồi, quần kaki đó gì Nguyễn ơi, em lấy không? Quần này đẹp lắm nè. Nó có túi luôn á nha mọi người, có túi luôn ha, túi trước túi sau luôn nha mấy chị. Rồi áo ha, áo beo tay ngắn nha mọi người, sơ mi beo tay ngắn này 55.000 một áo nha mọi người ơi. Dễ thương lắm luôn, nó có một màu thôi. 55k một áo ha mấy chị ha. Quan tường 48kg mà rộng hả trời? 48kg mà rộng hả người đẹp? Lấy mặc tại vì khách của em cỡ số ký của chị mà về mua về mặc cũng ok mà. Chắc tại chị không quen mặc mấy cái form này phải không? Rồi nha, áo em mặc nha, 53kg độ xuống mặc ok nha mọi người. 55.000 áo thôi, siêu đẹp luôn. Để bỏ áo vô quần cho mấy chị coi nè. Rồi ai lấy áo bèo comment giùm em áo bèo hay lấy áo này thì áo bèo hay áo gì nữa. Áo bèo đi mấy chị ơi, áo bèo nha. 55.000 sơ mi tay ngắn đó mọi người ha, sơ mi tay ngắn dễ thương lắm. Đó, 55.000 áo thôi. À lấy comment giúp em luôn nha mọi người nha. 44kg rộng không chị không nha em ơi. Chị lấy cho em size nhỏ đi nha em. Chị lấy em size nhỏ nha. Thì Nguyễn cho chị xin số điện thoại nè. Rồi ai lấy áo bê mặc thì chốt em nha mọi người. 55.000 áo nha. Cái này vải von dày nha mọi người. Von dày 53kg độ xuống mà ok hết ha. 53-54kg độ xuống mà ok hết nha mọi người. Thì Nguyễn nè. Thì Nguyễn ơi lấy không, cho chị xin số điện thoại đi. Chị chốt cho em một cái quần size S nè. Mặc thử đi, mặc đẹp lắm á. 101 thôi, áo mặc 55.000 nha mọi người nha. Áo mặc là 55.000, vải von siêu dễ thương luôn. Tay ngắn nè, rất là xinh ha. Rồi 55.000 một áo nha mọi người. 53-54kg độ xuống mặt ok hết. Nó là von nhưng mà chiếc von dày ha mấy chị ha. Chứ không có mỏng đâu nha mọi người. Rồi ai lấy áo bèo chứ, áo bèo em hả? Bèo, mặc chiếc quần em mặc cũng đẹp lắm nè. Có 55k thôi à. Hiền Nguyễn cho chị xin số điện thoại nha em ơi. Rồi ai lấy áo bèo mặc không mấy chế? Đẹp lắm nha mấy chế ơi, rất là xinh luôn á. Nè. Nó đẹp chưa? Hơi bị cưng ha. Cái bây giờ bán sơ mi tay dài rồi, nên lấy sơ mi tay ngắn nè. Ai lấy sơ mi tay ngắn đi chỗ em nha mọi người. 55.000 thôi, 53kg độ xuống mà ok hết ha.
Chế nó lấy chỗ em luôn rồi, em còn S với L thôi. À lấy thì comment giúp em nè. Không có đồ 60kg nha Thi Thi ơi. Em không có đồ 60kg đâu. Chị nào lấy áo veo mặc thì chốt giùm em áo veo mặc luôn. 55 54kg độ xuống mặt vừa ha, 54 53kg độ xuống mặt vừa nha mọi người. 55.000 một áo nha mọi người nha. 55.000 một áo em mặc. Chế nào lấy áo em mặc thì chốt giùm em nha mọi người. Ai lấy áo em mặc thì chốt giùm em ha mấy chị ha. Siêu siêu đẹp luôn mấy chị ơi. Có sơ mi trắng trơn không chị? Không có sơ mi trắng trơn hả? Hình như là ho. Hình như là không có người đẹp ơi, sơ mi trắng trơn như không có. Em 42kg mặc vừa quần size S không chị? Vừa nha em ơi. Tại vì quần này coi dạng lắm nên là size S là 42kg em vừa nha. Nói chung là đừng có lo, nó ôm người lắm luôn mấy chị. Có màu khác không bạn? Có màu khác nha chị ơi. Rồi em qua màu áo tiếp ha. Thêm một màu áo nữa đi rồi lên set nha. Thêm một màu áo nữa rồi lên set nè. Áo mặc có chị nào lấy không ạ? 55.000 thôi ha mọi người ha. 54kg độ xuống mặt rồi. Chế nào lấy áo beo thì chốt em áo beo ha. Sơ mi beo này dễ thương lắm luôn. Rồi đợi xíu quên mặc còn S với L thôi nha mọi người. Quên mặc còn S với L ha. Em qua màu áo này nữa rồi em lên màu khác ha mấy chị ha. Áo kiểu 56kg ha. Không có người đẹp ơi, chỉ có áo thun á. Áo thun hồi nãy á, mới là 56kg chị mặc ok thôi. Áo thun mà tay dài lên á, 56kg thì chị mặc ok nha. Trời ơi cái áo gì mà nó ôm dưới. Rồi cái áo này nha mấy chú ơi, áo này chắc dưới 50kg quá. Áo này dưới 50kg mặc vừa nha, em mặc không thở không nổi luôn. Rồi 50.000 nha mọi người. 50.000 một áo nha. Đây 50k một áo nha mọi người, mọi mặc màu đen ha mấy chị ha. Màu đen nha mọi người, 50k ha. 50kg độ xuống nha mọi người, 50kg độ xuống nè, màu đen là màu em mặc. Màu đen màu hồng nha, màu đen màu hồng rồi màu này là màu màu nâu. Màu đen, màu hồng, màu nâu, màu biển nè. Đen, hồng, nâu, biển, màu bò. Màu kem. Màu xanh nha mọi người nha, màu xanh, màu xám. Rồi màu đô ha, 50k. Rồi chế nào lấy chỗ em nha, 50-51kg độ xuống mặt vừa nha mọi người. 50kg độ xuống thôi mấy chị ha. 50kg độ xuống, đây chị nào 50kg thì mua áo này giùm em nha. Còn áo kiểu nào không chị nãy giờ? Hả? Em lên trễ nãy giờ hả? Áo kiểu hả? Áo kiểu áo nãy giờ mới lên có mấy mẫu em ơi. Rồi ai lấy áo mặc thì chốt em ha mọi người ha. Tầm 50kg độ xuống, 51kg độ xuống ha. 50-51kg độ xuống nha mọi người. 51kg độ xuống là ok ha. Đó dễ thương lắm luôn. Mệt quá. Cái áo này mặc thở không nổi luôn á. 55kg là thở không nổi luôn. Tầm dưới 50kg thì ok. Linh Nguyên màu đen ok nè. Linh Nguyên cho số điện thoại lại nha Linh Nguyên ơi. Linh Nguyên màu đen nè. Linh Nguyên đen nè, 50k một áo thôi nha mọi người. Chỉ nào 40kg mua áo này giùm em đi mấy chứ ơi. 40kg này mua áo này giùm em đi nha mọi người nha. Đen ha, Ngô Hà áo đen này rồi hết đen nha. Em có màu hồng nè. Màu hồng nè, màu nâu nè, màu biển nè. Màu bò, hồng nâu biển bò ha. Màu kem ha 10 ha. Rồi màu xanh nè, màu xám nè, với màu đô. Rồi ai lấy màu gì chốt màu đó em đi. Áo này là nhỏ mấy người nhỏ nhỏ con mặc ok ha mấy chị ha. Mấy chị mà nhỏ nhỏ con mặc ok nè. Áo ghi nè, ok nè. Ngô Hà áo ghi nè. Hồng nè, nâu nè. Áo đen còn có một áo à, đen còn có một áo thôi. Rồi đợi em xíu đi nha mấy chế ơi. Đợi một xíu đi nha mấy chế. Mấy chế cái gì cũng thói hết. Rồi màu màu hồng này nha mọi người. Màu hồng nè, màu nâu nè, màu biển nè. Hồng, nâu, biển nè, màu bò cũng dễ thương nha. Rồi màu kem ha, màu xanh với lại màu đô. Hồng cho Heo Nguyên nè. Heo Nguyên cho chị xin số điện thoại lại nha em. Heo Nguyên hồng nè, 50k một áo thôi mọi người ơi. Quá rẻ luôn. Heo Nguyên màu hồng nè. Kem nâu nè, ok nè. Kem nâu cho Ngô Hà nè, kem nâu đô nè. Kem nâu đô cho Ngô Hà nè. Rồi em còn màu biển nha. Đúng rồi, áo lẻ ha, áo này dưới 50kg nha. Còn màu biển nè, màu bò với là màu xanh ha. Đây nè, quần ha. Quần còn S với L thôi à. Quần còn S với L thôi, S với 46kg nha. L từ 46 tới là 50 ấy lộn, L từ 52 tới 55kg giùm em ha. Đây ha, 141 quần nha. Quần này có hai cái dây kéo, dễ thương lắm luôn nha mấy chị ơi. Ai lấy comment giúp em luôn. Tơ tô vi hết đen rồi em ơi. Chỉ còn biển bò với lại xanh thôi. Còn biển bò xanh ha, 50.000 một áo nha. Biển bò xanh, chế nào lấy biển bò xanh thì comment biển bò với xanh giùm em luôn nha. 50.000. 50.000 một áo thôi, bao đẹp luôn. Nè màu bò nè, đó dễ thương chưa. Bò ha, hơi bị xinh luôn á. Bò biển với lại xanh nha mọi người ơi. Một ít hạ dồn thì dồn được có một ngày hai ngày thôi anh Tường ơi, chứ không có dồn được lâu nha.
Suy nghĩ của hết đen rồi chị yêu ơi, em còn đây nè, còn bò xanh, bò biển xanh thôi, một vùng 42 kg, ok em nha, vùng 42 kg nè, lấy size S nha, hàng nguyên nè, hàng nguyên size S nè, quần 101 đẹp lắm. Mấy chị mua mấy cái quần này để dành Tết mặc cũng được luôn á, tại vì nhìn nó xịn lắm mấy chị ơi, nó không phải là giống như hàng dởm đâu nha. Cái nào áo này, áo thun gương em ơi, thun gương nha, phải áo len đâu, thun gương nha. Rồi em còn bò biển với lại xanh nè, chế nó lấy bò biển xanh thì chốt bò biển với xanh giùm em nha. 50 nhiều áo thôi, 50k một áo. Rồi ai lấy chốt giùm em nè, em mua lên khoác ha. Mà khoác này khoác thường chứ mày khoác thô xì em ơi. Khoác này khoác thường nha em nha. Ủa, cái đóng có, chỉ có khoác thô xì luôn mà không biết cái đóng nó nằm ở đâu rồi. Rồi lên khoác thường nha, khoác này nè. Ở đâu rồi? Thấy này, có áo khoác mới nè chị ơi, Thúy Quỳnh màu bò nè, kêu Thúy Quỳnh nè, Thúy Quỳnh bò là hết bò nha, áo đẹp mà phông nhỏ đúng rồi, em mặc mà còn không nổi nữa, em mặc là em nói là em cố gắng dữ lắm luôn. Thúy Quỳnh bò nè, ok nè, Thúy Quỳnh màu bò nè, 50k thôi nha. Rồi em còn màu biển với màu xanh thôi nha mấy chị ơi. Em hả, em 55 kg lần chị, nhưng mà nhìn em nhỏ xíu rồi hả, không em 55 kg ha, em 1m62 á mấy chị ơi. Nguyễn Thôi hết bò rồi, Nguyễn Thôi 50.000 một áo ha. Em còn màu biển với là màu xanh nha mọi người. Mặc thì vô mấy chị nhưng mà nó ôm dữ lắm nè, ôm cái tay nè. Mặc thì cái nào cũng mặc vô hết trơn á, nhưng mà nó ôm hay mặc thoải mái hay không thôi. Chị thấy chị đang khoác bò cu xì mà. Ủa chị đang khoác cu xì hả? Có luôn áo khoác mà như đâu phải khoác cu xì đâu ta. Đăng cái gì cũng nhớ luôn á. Rồi đây này có biển với lại xanh nha mọi người, còn biển với xanh ha, biển xanh, ai lấy biển xanh comment biển xanh giùm em luôn, 50 kg độ xuống thôi Thu Thanh ơi. Áo này dành cho chị nào mà gầy, gầy người ha, thì mặc ok. Đây này lên khoác nè, khoác, hồi chị đăng cái gì vậy ta, lên đăng khoác nào vậy ta, hồi chị đăng khoác nào cũng không nhớ luôn á. Bây giờ có khoác này không, giờ like khoác này đỡ đi. Rồi khoác này 75.000 ha mọi người ha, khoác này phong thường 75k Burberry. 75.000 ha, 55 kg độ xuống mà ok khoác luôn. Ai lấy quần em mặc nữa không? Quần đẹp lắm nha mấy chị ơi, quần rất là xinh luôn á. Nè, khoác này 75.000 nha. 55 kg độ xuống mà ok khoác này hết nha mấy chị yêu nha. Đây, cái này là theo nha mấy chị ơi, theo ha, hai cái túi này nó có túi này nó có gì ta, dây kéo luôn nha mấy chị, túi rất là to. Mặc dù nó không có túi trong nhưng mà nó có cái túi này nó có dây kéo, nên là mấy chị đựng tiền đựng điện thoại ok hết luôn nha mấy chị, không có sợ bị mất ha. Rồi xinh lắm luôn ha, vải đẹp nha mọi người, vải đẹp lắm, dày dặn nha, mọi mặt là màu ngói, màu ngói nè. Màu ngói màu cớm này nha, màu ngói màu cớm nè. À, em đang mặc màu đen hết rồi, candy leo em còn màu xanh với là màu biển thôi, được không chị? Rồi màu ngói màu cớm mấy chị ha, 75k màu ngói màu cớm màu hồng ha. Ngói cớm hồng đen nè, xanh nè. Ngói cớm hồng đen xanh xám ha. À cái này hồng rốt nha mọi người, cái này hồng đậm nha mọi người, hồng đậm nè, hồng đậm nè. Ok gì hạt thảo nha. Rồi màu bò nha mọi người. Màu bò ha mọi người ha, màu bò. Rồi ai lấy màu nào xuống màu đó em đi, 55 kg độ xuống mà ok hết. Nè bo tay đẹp lắm ha, bo tay dày dặn nha mấy chị ơi. Có nè, bo tay nè, đẹp lắm nha mọi người, 55 kg độ xuống mặt ok hết nha. Cái hình này hình theo nha mọi người, mặc dễ thương lắm, mất 75.000 không mấy chị ha. Tuyền Quỳnh màu cớm nè, ok nè. Chị Tuyền Quỳnh ơi, cho em xin lại số điện thoại nha chị. Tuyền Quỳnh cớm nè, 75k nha mọi người. Ngọc Tam ơi, hết cớm rồi, có một màu cớm duy nhất thôi à. Na Nguyên màu hồng nè, ok nè, Na Nguyên hồng nè. Hồng này đúng không, Na Nguyên nè. Nè Nguyên ơi, cho chị xin lại số điện thoại nha, 75.000 thôi mọi người ơi. Nay sale gì đó, nay hả, nay like đủ thứ chị ơi. Na Nguyên Hồng cho lại số điện thoại nha. Áo này tay dài tới đâu vậy chị ơi, áo nào, áo nãy tay ngắn mà người đẹp, áo hồi nãy tay ngắn mà người đẹp ơi, đâu phải tay dài đâu. Thúy Quỳnh Ngọc Thiện ơi, hết cớm rồi, hồng rút hả. Na Nguyên hồng rút nè, thải cái hồng kia ra, hồng rút nè. Em còn hồng ha, em còn hồng nè, cái này hồng đậm mới chơi, hồng đậm ha. Rồi Ngọc Tam màu bò nữa, cái này Ngọc Tam cho em số điện thoại nha Ngọc Tam ơi. 75.000 một áo thôi mà khoác này rất là ok luôn á. Khoác này bán nhiều lắm luôn á mấy chị. Ngọc Tam bò này lấy cho em coi đi chị, đợi xíu nha kênh đi lên nha. Ngọc Thiện màu ngói nè, ok nè, Ngọc Thiện ngói nè. Ngọc Thiện ngói này 75.000 thôi mấy chế ơi. Chia sẻ bài em đi mọi người ơi, mấy nay ít người coi buồn quá à. Chia sẻ bài em đi mọi người.
mấy nay Facebook nó bị sao sao á. Áo khoác hả chị? Đúng rồi, áo khoác nha lọ em ơi. Tuyền Quỳnh đợi ngói ok nè. Tuyền Quỳnh đợi ngói này rồi, em còn một cốm nha. Ai lấy cốm chút cốm giùm em đi. Em còn một cốm này, ai lấy nha. Mọi mặt hết rồi, là Nguyễn thôi ơi. Mọi mặt hết rồi, em còn một cốm nè. Áo khoác 75.000 lên Phụng ơi, áo khoác nào giờ có một giá thôi. Rồi em có màu cốm nha, màu hồng nè. Màu cốm, màu hồng đậm nha, màu đen. Màu xanh lá này với màu xám này. Ngọc Tam cho em số điện thoại chị Ngọc Tam ơi. Ngọc Tam cho em số điện thoại nha. Rồi em còn màu xanh lá, màu xám nha mọi người. Xanh lá, xám, đen ha. Xanh lá, xám, đen, màu hồng với lại màu cốm này. Ai lấy chốt giùm em luôn à. Đẹp lắm nha mọi người, 75.000 thôi nha mọi người ha. Áo khoác này thì 55kg xuống mặt luôn ha. Khoác này phong bình thường nè. Khoác này phong bình thường. Đây siêu đẹp luôn. Rất là xinh nha, 55kg vừa nha Nguyễn Thôi nha. Áo khoác này 55kg vừa hết. Chế nó lấy thì chốt giùm em ha. Đây nè. Hơi bị xinh luôn nha, hơi bị ưng luôn á, đẹp lắm. Đây đây. Siêu siêu đẹp luôn. Quần còn size S với L thôi nha. Còn đúng một cái S với một cái L thôi nha mọi người. Ai lấy thì chốt nhanh giùm em ha. Đây nè, đỏ dễ thương chưa. Màu đen nha mọi người nha, đen. Xinh lắm luôn nha mấy chị ơi. Khoác ha. Đổi mày màu cớm nè, ok nè. Đổi màu cớm cho Ngọc Tam nè. Ngọc Tam đổi màu cớm nè. Khoác lửng không có chị, hôm nay có khoác phơm dài thôi. Rồi em có màu bò, màu hồng đậm, màu đen, màu xanh lá nè, với màu xám nè. Đủ màu là nó tới 5 cái rồi đó nha Ngọc Thị. Ấy lộn mà. Cái gì Thư Thanh đó nha. Thư Thanh ơi, 5 cái nha. Áo đen nào? Em áo đen chị mặc đủ màu. Áo đen nào vậy em ơi? Áo cộc tay hả? Chị còn có 2 cái này thôi rồi em ơi. Còn có 2 cái màu xanh này thôi nè. Em còn 2 cái thôi nha. Áo cộc hả? Áo bên trong áo chữ nè. Cái này ai lấy thì comment áo chữ nghe nha. Xanh là xanh biển với là xanh đậm nha. Xanh biển với xanh đậm mệt mỏi khoác đen nè. Mệt mỏi, mệt mỏi ơi cho số điện thoại nha. Mệt mỏi nha. Mệt mỏi khoác đen này cho số điện thoại đi. 75.000 một khoác nha mọi người ơi. Mấy chị ơi, mấy chị mua hàng nhớ chịu khó coi like mà em nha mấy chế. Rồi ha, chia sẻ like mình đi. Rồi em còn màu đen nha, khoác nè. Em còn màu đen nè, màu bò nè, màu hồng đậm nè, màu xanh lá với màu xám. Ai lấy không? Hiền Nguyễn khác khoác đen nè. Ok nè, Hiền Nguyễn ơi cho lại số điện thoại nha. Mấy chị ơi cho em lại số điện thoại hết nha. Hiền Nguyễn như có một cái đơn ở đây phải không ta? Không biết Hiền Nguyễn nào nữa. Hiền Nguyễn này Hiền Nguyễn khác á. Thì Hiền Nguyễn khoác đen nè. Rồi em còn màu bò, màu hồng, màu xanh lá và màu xám. Hồng bò xanh lá với xám mà lấy luôn mà. Hồng bò xanh lá với xám ha. Hơi bị xinh nha mọi người, hơi bị đẹp luôn á. Chế nó lấy chốt giùm em luôn nè. Chữ hai cái nè, cái Thư Thanh nè. Thư Thanh nè, chữ hai cái nè. Rồi khoác ai lấy nó không mọi người? Khoác chị nào lấy nó không để thử cái bò cho mấy chị coi nha. Chế nó lấy nữa thì chốt giùm em ha. Không ai lấy thì em qua mẫu nha. Đây nè, đẹp lắm nha mọi người. Siêu siêu đẹp luôn á. Tao bò đây nha mọi người, bò đây đúng rồi chị ơi, em còn một đơn nữa chị chưa gửi. Ok Hiền Nguyễn ha. Tại vì biết sao không có nhìn được cái avatar, avatar nó nhỏ quá. Nên là mấy chị cho số điện thoại hết đi, em dễ cho chốt đơn hơn. Rồi màu bò này nha mọi người, còn đầm phun xung không chị, còn đấy em ơi, còn đó nha. Rồi màu bò nha mọi người nha, chế nó lấy chốt cho em luôn ha. Em còn 4 áo thôi là hở rồi. Màu bò, màu xám, màu hồng, màu xanh ha. Bò xám, hồng xanh nha mọi người ơi. 55kg xuống mặt vừa, 75.000 một áo nha mấy chiêu nha. 75.000 một áo thôi. Quần em còn hai cái nè, chế nào lấy không? Quần em còn hai cái nha mấy chết ha. Để em thay cái áo này ra mới được. Áo này mặc thở không nổi luôn á. Rồi lên đầm ha. Lên đầm nè. Lên đầm nha mọi người. Lên đầm tiếp rồi chút lên áo tiếp nha mọi người ha. Xen kẽ đi nha mấy chị ơi. Xen kẽ. Chị nào lấy bộ thì đợi em xíu ha. Chế nào lấy xét thì đợi em xíu nha. Khoác vàng bò nè, ok chị Lan Anh Phạm nè. Lan Anh Phạm trên số điện thoại nha. Lan Anh Phạm nè, trên số điện thoại nha chị ơi. Lan Anh Phạm nè. Lan Anh Phạm khoác vàng bò nè. Rồi qua mẫu đầm này ha mấy chế ha. Ủa đầm này sẽ giống đầm bữa rồi. Thì tình á. Màu hồng chứ Quách Tĩnh này ok nè. Quách Tĩnh màu hồng nè. Quách Tĩnh cho em số điện thoại lại nha. Quách Tĩnh nè. Quách Tĩnh ơi cho em số điện thoại lại luôn nha. Đang mặc quần đấy mà. Chị Ngô Hà hay quá. Rồi rồi lên mẫu áo này lên xét đi rồi lên đầm sau. Mệt quá Hà thiệt luôn á. Rồi hả?
À, chị Ngô Hà ơi, em có áo nhung đó chị lấy không Ngô Hà? Em qua mẫu nha mọi người, qua mẫu nè. Áo này là áo lưới nha mấy chị ơi, áo lưới nha mấy chị nha. Áo lưới nha mọi người ha, áo lưới nè. Áo lưới này dễ thương lắm luôn á. Em có áo nhung đó chị lấy không Ngô Hà ơi? Hồi nãy em có cái áo nhung đó chị thấy chưa? Hồi nãy em có like rồi, chị có thấy không? Rồi lưới nha mấy chị ơi, lưới đẹp lắm. Quần nhiêu chị? Quần 101 nha mấy chị ơi, quần 101 ha. Rồi áo lưới nè mọi người, áo lưới này nó có một cái lớp lót bên trong luôn là mặc khỏi sợ bị mỏng nha mấy chị ơi, 50.000 áo thôi nha. Áo này chất vải lạ nè, nó là chất lưới nha mọi người. Rồi quá xinh luôn mọi người, 55 kg độ xuống mặt của áo này luôn hả mấy chị ha. Đẹp lắm nè mấy chị ơi, dễ thương lắm luôn nha mấy chị. Chất lưới nha mọi người, siêu đẹp ha. Cái này em rút nó hơi bị cao rồi, chị nào không thích rút tao cao thì rút thấp giùm em. Nè nó có một cái lớp lót ha, nên là mặt không có bị hở đâu mấy chị, không có bị sợ bị thấy cái áo lót bên trong đâu nha mọi người. Nó có một cái lớp lót bên trong ha, cái này kéo xích xuống một xíu. Rồi mọi mặt là màu vàng ha, mọi mặt là màu vàng. Chị này ngủ quên trời đất, giờ này mà ngủ quên trời, sao mà giờ này sung sướng dữ vậy. Long Phan nâu nè, ok nè. Long Phan ơi, nãy giờ chị chưa cho em số điện thoại á, cho em lại số điện thoại đi người đẹp. Rồi em đọc màu nha, màu nâu ha mọi người ha, màu nâu màu đen nè. Có để cho em rồi Linh Nguyên, màu nâu màu đen màu rêu nha, nâu đen rêu. À cái này màu vàng đi mọi người, màu vàng nha, màu rêu nè, màu đen nè, màu này mới mà là màu nâu nữa chị. Màu nâu ha. Rồi chỗ sáu này đủ màu hết trơn vậy. Màu xám nha mọi người, màu xám á mọi người ha, màu xám nè, màu dương nha mấy chị ơi, màu dương nha. Lưới nha mấy chị đẹp lắm á, lưới ha mọi người ha. Rồi, chốt lại nha, mọi mặt màu vàng nha mọi người. Màu vàng, màu đen nè, gỡ đồ chị chưa mà khuyên tô đồ chị còn đây mà. Màu vàng ha, rồi màu đen nha, màu rêu nè. Màu nâu nè ha mọi người. Rồi màu này là màu xám nha mấy chị ơi, màu xám đây, xám xám. Màu này màu dương nha mọi người nha, màu dương. Rồi ai lấy màu nào chốt màu đó em đi, màu dương á mấy chị ơi, màu dương. Quậy trừng màu rêu nè. Áo này 55 kg độ xuống mặt vừa hết nha mọi người, bao đẹp luôn á. Áo này chất nó là chất lưới nha mấy chị, ở bên trong á, ở phần trước thì nó có một cái lớp lót nha mấy chị. Nên là ok lắm luôn nha, quậy trừng nè, rêu nè. 50.000 một áo thôi, bao đẹp. Đơn của mình đợi mình chọn thêm váy body rửa thể nha, đợi em xíu nha. Để em xíu nha, qua Hồng Nhung mơ xíu nên em lên váy tiếp cho chị coi. Rồi màu vàng là màu em mặc, ai lấy áo em mặc nữa không? 50k thôi đẹp lắm. Trời chất lưới mặc đẹp lắm á nha mấy chị ơi, lưới nha mọi người ơi, mặc thích lắm á nha. Có 50.000 thôi. Áo này mà áo hàng xịn nó cũng hết 200.000 rồi, thì có nếu mà rẻ. Rồi màu vàng ha, màu vàng màu đen nè, màu nâu nè. Màu vàng màu đen màu nâu nè, màu xám nha mọi người ha. Vàng đen nâu xám này màu dương nha mấy chị ơi, màu dương nha mọi người nha, màu dương. Màu dương. Rồi ai lấy màu nào chốt màu đó em đi mấy chị. Dương ha. Hơi bị dễ thương luôn mọi người, hơi bị dễ thương luôn á, 50k thôi. Rồi em chốt cho quậy trường màu rêu rồi chị. Em chốt chị màu rêu rồi mà. Chị xem lại cái quần. Cái nhung này, nhung nãy là ok nè, cái nhung nãy ha. Đây nè. Quách Tỉnh chị gửi đồ em chưa? Quách Tỉnh hả? Hình như gửi rồi, Quách Tỉnh ơi. Gửi chưa? Quách Tỉnh hả? Có hơi chịu có chốt chị chưa? Nếu mà chưa là chưa gọi đấy nè, nhung nè. Đẹp lắm. Hôm qua có mua. Dương với Đô nha chị. Chị gì? Chị gì quên mất tiêu rồi. À Ngô Hà. Rồi Vương Hậu màu vàng nè. Vương Hậu chăm sóc điện thoại nha. Long Phan vàng ok rồi. Rồi Vương Hậu có vàng luôn rồi. Em có đen nha mọi người. Em còn đen nâu nha mọi người nha. Đen nâu nè. Hương Trần xả yếm biển kìa. Ok chị Hương Trần nha. Rồi màu dương nha mọi người. Ai lấy áo này nữa không ạ? Áo này đẹp ngon hả? Không lấy thôi chị. Áo này như hàng xịn đó. Áo này như hàng xịn luôn á, đẹp lắm. Siêu siêu đẹp nha mọi người. Ai lấy áo mặc không? Cái này của Vương Hậu màu vàng nè. Rồi mẫu này xong rồi em lên mẫu khác ha. Mấy chế mua cái gì thì đợi em nha mấy chế ơi, chịu khó đợi em đi mọi người. Ok chị nha, em còn 3 cái là lấy giùm em luôn đi, 2 dương 1 đô à. Còn có 3 cái thôi lấy giùm em được không chị? Đó, đen ha mọi người ha, đen nè, dễ thương lắm. Đen nha mấy chị ơi, 55 kg độ xuống mặt ok hết nha. Dương cho Dương Trần nè, Hương Trần nè. Hương Trần màu dương nè, 50.000 một áo thôi, siêu đẹp luôn.
Hương Trần màu dương, mọi màu đen nha. Màu đen này mọi người, màu đen hay màu nâu nha. Màu đen, màu nâu rồi màu xám. Màu đen, màu nâu, màu xám với màu này màu đô nha mấy chị. Màu này là màu đô nha mấy chị ơi, màu đô hay mấy chị ha. Đó rất là ok luôn. Long phan màu đen nè, ok nè, long phan màu đen nè. Đợi một xíu nha chị. Rồi chế nó lấy áo mặt đúng không ạ? Không ai lấy nem qua mẫu à. Long phan hấp dương rồi chị ơi, lấy nâu đi. Cái hay là màu lấy màu đô này cũng đẹp nè. Hả? Rồi ai lấy comment giúp em luôn nha mọi người nha. 50 nhiều áo thôi, màu đen ha mọi người, màu đen rồi màu này là màu đô nha mọi người. Màu này là màu đô á. Ở ngoài cái màu của nó là màu đô nha. Rồi màu nâu nha mọi người nha. Rồi, còn đúng 3 màu thôi. Xám cho hồng hoa này, ok này, hồng hoa màu xám này. Hồng hoa xám này cho em số điện thoại hồng hoa ơi, hồng hoa màu xám nha. Ủa như nãy lấy lộn nè, cái này màu xám mới đúng nè, cái này màu đen nè. Long phan đen nè, hồng hoa xám nè. Hồng hoa xám nè. Ngô Hà đen nè, cây Ngô Hà nè. Rồi Ngô Hà đen là hết đen nha, còn đô với lại nâu nha mọi người. Hồi nãy chị có màu gì hả? Hồi nãy chị có màu vàng với lại màu đen chị ơi. Đô cho Ngô Hà luôn nè, ok nè, Ngô Hà đen đô nè. Rồi em còn nâu thôi hả mấy chế à, nâu nè. Nâu chị chưa có này, đúng rồi, nâu chị chưa có. Rồi, thì có ba màu ba cái rồi đó nha. Long phan 60 kg vừa đâu rồi, còn một cái nâu nè. Rồi, chế rồi lấy nâu thì chốt nâu em ha. Nâu đẹp lắm luôn, 50k một áo thôi nha mọi người. Hồng Hoa ơi, cho em số điện thoại đi chị Hồng Hoa. Hồng Hoa nè, cho em số điện thoại đi. Nhớ bấm theo dõi cái nick Facebook quen nha mấy chị ơi, để mà em like thì mấy chị biết ha. Đó, nâu ha. Nè, cái này đằng trước nó có một cái lớp lót nhẹ ở trong á, nên là họ mặc không có sợ bị thấy đâu. Em còn màu đen thôi Ngọc Tuyền ơi. Hà Rose hả? Cho em xin lại số điện thoại đi Hồng Hoa ơi. Cho em xin lại số điện thoại đi nè. Còn màu nâu thôi Ngọc Tuyền ơi, lấy em màu nâu được không? Nâu chị trắng mà cũng đẹp nè, lấy nâu em đi rồi qua mẫu nha mọi người. Qua mẫu hả? Rồi lên mẫu đầm body ha mấy chị yêu. Lên đầm body nha. Ủa? Lấy đầm body sao? Rồi lên đầm body nha. Em còn màu nâu thôi, có người hỏi xem cái yếm kìa. À em quên. Yếm nè. Đây nè yếm nè chị ơi, yếm này nha. Yếm này 55.000 ha. Đây nè chị ơi, chị nào đó 55.000 yếm, 55 kg độ xuống là ok hết nha mấy chị yêu. Chị nào lấy thì chốt em yếm màu biển nha. Yếm biển 55.000. Có cái mấy, có mấy màu. Đấy em. Cái này á hả chị? Áo này có tổng cộng là hả? Em cũng biết mấy màu nữa, 4, 5, 6 màu gì á. Nhưng mà giờ em còn có một cái màu nâu thôi. Rồi em qua mẫu đầm khác nha. Qua mẫu đầm khác nha mọi người. Body này siêu đẹp luôn nè, 55.000 một đầm thôi mấy chế ha. À chị gì? Hồi nãy chị nào hỏi em cái yếm á có lấy không? Màu đen này cũng ngon hà nè. Quần em mặc còn có size S với lại S với lại L thôi nha mọi người. Quần em mặc còn một S với một L thôi mấy chị ha. Giờ nào lấy quần thì chốt em quần luôn nha mọi người. Trời ơi, body này siêu đẹp luôn nha mấy chị ơi, 55.000 thôi mọi người. Chất lên thẳng thôi ha, lấy chị chưa, lấy chị rồi. Em lấy chị rồi á. Long Phan ơi, chị có nâu rồi, chị có lấy thêm nâu nữa hả? Để em coi nó có giống nhau không. Nhưng nó giống nâu rồi chị ơi, nó giống nâu nhau rồi á, chị lấy mấy cái màu nâu lận. Rồi body em mặc ha, 55k một đầm nha mấy chị. Mọi em mặc là màu bò, dễ thương chưa? Đó, siêu đẹp ha, 55.000 một đầm nha mấy chị ơi. 55kg độ xuống mặt vừa hết. 55kg độ xuống mặt vừa hết nha. Mọi em mặc là màu bò nha mọi người. Màu bò. Màu bò, màu trắng nè, trắng dày lắm nha mấy chị ha. Trắng rất là dày luôn, màu bò, màu trắng, màu đen. Bò trắng, đen, đỏ nè. Xám rêu, bò trắng đen đỏ xám rêu nha mọi người. Rồi màu đô ha mọi người ha, màu đô nè. Màu đô rồi ai lấy màu chốt ở đó em luôn. 55.000 một đầm nha mấy chị ơi. Nè, chất đẹp chưa? 55kg độ xuống mặt ok hết ha. Huệ Trừng màu bò nè, ok nè, Ngô Hà bò rồi, hết bò luôn nha. Hết bò luôn, Huệ Trừng bò, Ngô Hà bò nè. Hết bò rồi nha mấy chị ơi. Đen với bò, đen đô cho Ngô Hà nè, ok nè. Đen đô cho Ngô Hà nè. Đen đô Ngô Hà này, tơ tổ phi đen nè, ok nè. Ờ, tơ tổ phi đen 55.000 ha.
Tô tô phi điên nè, 55k một đầm nha mấy chị. Rồi em có đỏ rêu xám trắng ha mọi người ha, đỏ rêu xám trắng, đỏ rêu xám trắng. Thạch Thảo ơi hết bò rồi chị, mua hàng màu rêu nè. Thư Thanh hết bò rồi em ơi, Thư Thanh hết bò. Hồng hoa màu xám nè, ok nè, hồng hoa xám nè, 55.000 ha mọi người ha. Em còn đỏ ha, đỏ rêu, à, đỏ trắng rêu nha mọi người. Còn đỏ trắng rêu hết xám rồi, còn đỏ trắng rêu thôi hết đô luôn, xám hết luôn nha. Còn đỏ trắng rêu thôi nha mọi người. Em cao mét 62 nặng 55kg nha. Hết đen mọi người ơi. Phùng Thị Hằng màu rêu nè, ok nè. Phùng Thị Hằng màu rêu, còn trắng với đỏ thôi. Phùng Thị Hằng rêu nè, còn trắng đỏ thôi mấy chị ơi, còn trắng đỏ thôi nha. Phùng Thị Hằng rêu nè, còn trắng đỏ thôi mấy chị yêu ơi. Bộ này 42kg vừa nha Nhiễm Sù. Nói chung là cái đầm này là body ha, nên là nó ôm theo cái body của mình á. Em còn một đỏ một trắng thôi. Em còn một đỏ một trắng thôi. Quý Thiên Xuân trắng này ok nè, trắng dày lắm nha. Rồi còn một đỏ nha mọi người ơi, Quý Thiên Xuân nè. Còn một đỏ nha mấy chị ơi, còn một đỏ. Ai lấy đỏ chốt đỏ em đi. Em còn một đỏ thôi mọi người ơi, còn một đỏ ha. Nè, bỏ xinh lắm. À lộn, màu đỏ xinh lắm á. Đây 55.000 ha mọi người ha, đỏ. Còn đỏ, ờ ok Nguyễn Thế nè, Nguyễn Thế cho em số điện thoại lại nha Nguyễn Thế ơi. Nguyễn Thế đỏ nè, cho em số điện thoại lại nha chị nha. Rồi hết ba mẫu anh em nha. Nguyễn Thế đỏ nè, 55.000 ha. Nguyễn Thế màu đỏ rồi, qua mẫu nha mọi người, qua mẫu đầm nè. Qua mẫu đầm này cũng 55k luôn nha mọi người. Ai da đau quá. Mẫu đầm này nữa là lên xét ha. Cái đó của Ngô Hà, mẫu đầm này nữa là lên xét nha mấy chị. Hả? Em có ghi tên mà không coi. Rồi cái đầm này 55.000 luôn nha mấy chị ơi, 55kg độ xuống mặt rồi luôn nha mấy chị nha. Ôi chết cha, thật nhiệt rồi. Rồi đầm này 55kg độ xuống mặt vừa nha mọi người. Cái này là chiếc lụa nha mấy chị ơi, chiếc KT lực ha. Trời hết rồi Thư Thanh ơi, hết rồi em. Em nhắn qua là hết trơn rồi, đâu còn đâu mà lấy đây. Lấy đầm cái đi. Lấy đầm này đi nè. Đầm này dễ thương nè. Rồi đầm này 55.000 một đầm ha, 55kg độ xuống mặt. Ok hết nha mấy chị. Đó xin chưa, 55.000 thôi nha. Màu em mặc là màu ngói nha mấy chị ha. Màu ngói là màu em mặc. Màu ngói nè. Chị Tươi ơi, chị Tươi đợi lâu quá à. Rồi ok kẹo sữa nè. Biết kẹo sữa đang đợi nên là kêu mẫu này xong rồi lên xét á. Đợi xíu đi. Đợi xíu em ha. Đợi xíu xíu nha. Rồi màu ngói nha. Chịu khó đợi em đi nè. Ok nè, đợi xíu. Mẫu này xong rồi lên xét cho. Xếp tay ngắn này, xếp tay dài đây. Rồi màu ngói nha, màu bò nè mọi người. Màu ngói, màu bò, màu rêu, màu vàng. Màu đô ha. Ngói bò rêu vàng đô với đen. Ngói bò rêu vàng đô đen, 55.000 một đầm nha mấy chị ơi. 55kg độ xuống mặt ok hết nha. Cái này có nút luôn mà nút này nút bọc ha, đẹp lắm. Yến tinh màu cam nè, ok nè. 55.000 một đầm thôi nha mọi người. 55kg độ xuống mặt vừa hết á. Đầm trước em được cái nào không ạ? À? Không được cái nào hết đó em ơi. Đầm trước hết trơn rồi. Lấy đầm này đi em. Đầm này dễ thương nè. Đầm này là nó nhúng bèo trên đây ha mọi người ha. Đó, mặt bẹt như vậy cũng ok nè. Không thích thì kéo lên ha. Kéo hơi hơi lên thôi, nhìn rất là xinh nha mọi người nha. 55kg độ xuống mặt. Ô cái đầm em mặc vừa hết nha mọi người, đẹp lắm á nha mọi người ơi. Coi dạng trên ngực nè, nhúng ngực phơm suông mà không có thấy bụng đâu nha mấy chị. Rồi ok yến trên màu ngói nha. Rồi em có ngói nè, đen nè. Ngói đen nè, bò nha. Ngói đen bò rêu. Ngói đen bò rêu vàng nha mọi người. Ngói đen bò rêu vàng đô. Rồi ai lấy màu nào chốt màu đó em luôn ạ. Ngói đen bò rêu vàng đô không mấy chị ha. Đây siêu dễ thương 55.000 thôi. Ok Yến Trinh ha. Đây 55.000 một đầm thôi nha mấy chị ơi. 55kg độ xuống mặt ok hết nha mấy chị. Đó hơi bị xinh luôn ạ. Đầm này mặc không có thấy bụng đâu nha mọi người. Cái đầm này là dạng maxi luôn rồi đó mấy chị. Đầm này là dạng maxi luôn ha mọi người ha. Chế nào ai chối em luôn nha mấy chị ơi. 55.000 một đầm ha mọi người ha. Đầm trước cơ ai bơm để chứ. Trời ơi, nghĩ sao mà nói câu đó vậy Thư Thanh. Chế ơi, em gọi shipper giao hàng cho em, đến nơi shipper không mang cho em chế ạ. Ủa sao kỳ vậy? Để mai chị gọi, mai chị em inbox giùm mẹ chị đi, rồi xíu nữa chị like xong chị nhắn tin cho em nha. À, đâu chị mặc cũng màu ngói phải không? Đúng rồi, cái em mặc là màu ngói ha, ngọc tam màu vàng nè. Cái em mặc là màu ngói á, ngói cao thì cũng được, hết nó có màu thôi. À, ngọc tam vàng nè.
55.000 ha. Ngọc tam màu vàng nè. Ngọc ánh ánh màu anh mặc đâu cái chị ha. Ngọc ánh ánh màu anh mặc nè. Ai lấy đầm em mặc thì chốt giùm em nha mọi người. 55.000 ha. 55 kg độ xuống mặt ok hết. Shipper quen hàng của em chứ à. Quên hàng của em hả? Là cái anh mà hay giao hàng cho em á phải không? Mà Bảo Trâm Lê. Bình ngọc màu vàng ok, bình ngọc nè. Bình ngọc vàng. Ủa hết vàng rồi Bình Ngọc ơi, em còn à có vàng đây. Bình ngọc màu vàng nè, bình ngọc cho em lại số điện thoại ha. Dài chị Long Phan dài tới gối á. Đầm này cái tướng chị mặc đẹp nè. Nói chung chị nào tướng to cao là mặc ok hết à. Mà nói chung là cao thấp gì mặc cũng được hết nha mấy chị. Bình ngọc vàng này ok nè, bình ngọc màu vàng nè. Ok không sao ha. Rồi nha mọi người, màu ngói ha. Màu ngói nè, màu đô nè, màu đen, màu bò, màu rêu. Ngói đô đen bò rêu ha mọi người ha. Dễ thương lắm á. Đầm này mấy chế nó thiệt chứ là người thấp người cao nhưng mà cũng được hết đó mấy chị. Cao thì mặc giống em ha. Thấp thì mặc hơn em một xíu thôi. Nhưng mà nhìn cũng rất là xinh, không có bị như là bị như là cái phùng phi á bự bự đâu nha mấy chị. Đầm này mặc phơm loạn lắm. Vân họ nhận mai họ mang lên cho em. Ok Bảo Trâm Lê nha, chắc mai họ mang á, nay không có chuyến xuống nên nó không có mang cho em được á. Chắc mai nó mang lên cho em. Rồi em có một ngói màu đô nha. Ngói đô đen nè, bò rêu. Ai lấy nó không ạ? Ngói đô đen bò rêu nha, 5 màu nha mọi người. 55 kg độ xuống là ok hết nha mấy chị nha. 55.000 một đầm thôi, đúng 5 màu thôi mấy chế ha. Đúng lúc bị qua đầm đẹp. Rồi màu ngói, màu rêu, màu bò, màu đen, màu đô nè. Chế nào lấy comment giúp em luôn, em qua mẫu nha, lên xét nha. Em qua mẫu lên xét đây. Chế nào lấy đầm em mặc thì chốt giùm em nha mọi người. Ai lấy cái đầm em mặc thì chốt giùm em ha mấy chị luôn nha. Đổi cho chị màu. Đổi màu gì vậy Ngọc Ánh Ánh ơi, màu đen hay màu rêu vậy? Rồi qua mẫu nha mọi người, qua mẫu nha. Ai lấy đầm em mặc nữa thì chốt em nha. Em lên xét nè, xét tay dài ha mấy chị. Xét tay dài ha. Rồi qua mặt đây. Rồi xét này mấy chị ơi, xét ha. Xét này 80.000 nha mọi người, 80k một xét, một màu đen nhất luôn, 3D ha mấy chị ha. 3D dây kéo xinh lắm nè. Đây rồi 85.000 ha. Ấy lộn 80.000 ha mọi người ha. 80.000, 54, 53 kg độ xuống mặt ok nha mọi người. Còn lên đầm nha Thảo ơi, còn đầm á. Nhưng mà em sẽ lên xen kẽ ha để mấy chị đỡ xét mất công. Rồi ai lấy xét em mặt thì chốt men nha mọi người. 53, 54 kg độ xuống mặt ok ha. 80.000. một màu giết thôi, màu đen. Đẹp lắm á, rất là xinh luôn, vải mặt ok lắm nha, vải mặt mát lắm mấy chị. Mặt thích lắm không bị ngứa đâu, nó là khung 3D mấy chị ơi, hàng 3D ha. Rồi 80.000, ai lấy thì comment giúp em luôn ạ. 80k một bộ nha mọi người nha. Hình mắt xích nè, dây kéo một màu đen thôi, bo tay cũng rất là đẹp nha, co giãn nhiều lắm. Cái bộ này co giãn nhiều lắm luôn ha mấy chế ha, dây kéo nè. Hôm nào bữa giờ mấy chị kiếm dây kéo đi, hôm nay mua bộ này đi, nói thì cái bộ này xinh lắm đó nha mấy chị. À, cái cổ của nó này mọi người, đó chân là có bo luôn nha, ở dưới cái chân là có bo chân luôn nha mọi người. Rồi ai lấy comment giúp em nha mấy chị ơi. 80.000 một bộ ha mấy chị ha. 80.000 một bộ, chế nào lấy thì chốt giùm em luôn. 80k thôi, 54 kg độ xuống là ok luôn nha mấy chị. Bộ này 54 kg độ xuống ok ha. Bộ này không có túi chị lọ lem ơi, thường thường xếp nó không có túi đâu, chịu khó về đi mẫu túi giùm em đi. Mấy cái xếp này tị một ngày nó ra rất là nhiều nên nó làm túi nó không có kịp đâu mấy chị. Nó là nó ít có làm túi lắm, ít mà có một số mẫu nó mới làm túi thôi. Rồi ai lấy thì ai lấy xếp em mặc không à, không ai xếp, không ai lấy xếp là em qua đầm tiếp nha, qua lên đầm với áo tiếp á. Có chị nào lấy xếp em mặc không? 54 kg độ xuống là ok nha mọi người ơi. 80k nha. Rồi đứng lên cho mấy chị xem lần nữa nè, hơi đẹp luôn, nó xinh lắm nha mọi người, dễ thương ha. Áo này cũng áo phơm vừa chứ không có ngắn đâu nha mấy chị yêu nha. Ai lấy comment giúp em luôn, em qua mẫu đây.
Có chế nào lấy xét đi mặt không? Đòi em lên xét xong rồi đâu mất tiêu rồi. Không thấy mặt mũi đâu luôn à. Rồi qua mỏng nha mọi người, qua đầm 2 giây ha. Đầm 2 giây. Qua đầm 2 giây này có bút ngực luôn. Đầm 2 giây này đẹp lắm mà rẻ nữa. Áo rồi, cái này áo rồi chứ chị, bộ mà đâu phải dung đâu. Áo rồi, quần rồi nha, áo rồi, quần rồi nha mọi người. 80.000 thôi. 53 kg độ xuống mặt ok ha. Xếp thể thao mà xếp chồng cổ được không? Ai lấy cái đầm em mặc nữa thì chốt. Ai lấy cái bộ em mặc thì chốt em ha mọi người ha. 80.000 thôi, kẹo sữa lấy bộ này không? Kẹo sữa. Hôm nay nó có mấy bộ như vậy thôi, còn bộ thể thao như nó không có đâu. Nó có bộ thể thao và bộ chồng cổ thôi được không? Mình bộ đang mặc ok. Quý Thiên Xuân nè, Quý Thiên Xuân bộ em mặc ha. Nói chung giờ là dễ thương lắm mọi người, 80.000 thôi. Quý Thiên Xuân nè. Hello. 80k mà chiếc vải ok lắm đó chị. Chiếc vải ok lắm luôn nha mọi người nha. Siêu đẹp. Rồi ai đấy comment giúp em luôn nha mọi người. Xét mặt mùa đông đi chị. Xét mặt mùa đông hả? Xét mặt mùa đông là xét như sao ta? Rồi ai đấy comment giúp em luôn nha mọi người. Xét em mặc ha mọi người ha. 80k một xét thôi mấy chị ơi. 53 kg độ xuống mặt ok, 54 kg độ xuống mặt ok luôn. Xét này mấy chị không mua là uổng lắm á. Chị có chiếc vải rất là ok luôn mọi người. Tay cầm gì đấy, đầm nè, chuẩn bị lên đi Ngô Hà. Đầm 2 giây. Đầm 2, ôi da, đầm 2 giây mà phi lụa ha. Có mút ngực luôn nha mấy chị yêu. Đầm này rẻ lắm. Đầm này có 50k thôi à. Có 50.000 một đầm thôi, có mút ngực luôn ha mọi người ha, dễ thương lắm luôn. Cái này là nó hơi một nhăn một xíu nha mấy chị ơi, tại vì bỏ vô 50.000 một đầm nha mọi người. 50k một đầm, mọi mặt là màu hồng ha mấy chị ha, mọi mặt là màu hồng. 50.000 một đầm em mặc nha, 54 kg độ xuống mặt ok hết luôn. 54-55 kg độ xuống mặt ok hết nha mọi người nha. Mọi mặt là màu hồng ha mấy chị ha. Màu hồng nè. 50.000 thôi, 50.000 một đầm thôi nha, 54-55 kg độ xuống mặt vừa luôn nha mấy chị. Rồi mọi mặt là màu hồng nha, màu hồng. À xếp mùa đông có xếp nỉ nhé được không? Quên nữa, có xếp nỉ nè. Xíu nữa lên xếp nỉ cho coi nha. Rồi màu hồng này, màu đô nè. Màu hồng, màu đô, màu vàng nha. 50.000 một à, một đầm ha, có mút ngực nha mấy chế. Cái này có mút ngực nha mọi người nha. Dễ thương lắm luôn. Rồi màu hồng, màu đô, màu vàng. Hồng đô vàng nha. Hồng đô vàng, đen trắng. Hồng đô vàng, đen trắng nè. À lấy comment giúp em luôn. 50k một đầm thôi. Bao đẹp, bao rẻ luôn nha mọi người nha. Chiếc phi lụa ha mấy chế ha. Phi này phi mềm nha mấy chị ơi. Rồi 50.000. À lấy đầm em mặc thì chốt em ha mấy chị ha. Dễ thương lắm luôn nè, đó cưng chưa, siêu đẹp nha mọi người, siêu đẹp luôn á. Rồi 50k à, lấy đầm em mặc thì chối em luôn nha mọi người. Đầm này mấy chế mua hả, mặc ngủ cũng ok luôn á, có 50.000 thôi à, dễ thương lắm đó, xinh chưa. À lấy comment giúp em nha mọi người. Màu hồng, màu trắng, màu đen nha. Hồng trắng đen nè, vàng. Hồng trắng đen vàng đô. À lấy comment giúp em luôn. Màu hồng, màu trắng, màu đen, màu vàng, màu đô. À lấy không? Hồng trắng đen vàng đô nha mọi người nha. 50k một đầm. Đây nha mấy chị yêu, dễ thương lắm. Hết mua rồi, lúc nắng chẳng thấy ý. Lúc nắng nó không ra xem bán chợ. Nó cũng hên xui thôi à, tại vì em lấy là lấy theo xưởng thôi chị ơi, chứ mình đâu phải kêu sao ta. Cái đầm này nói chung là mấy chị ở dưới đâu, ở dưới chị nào mặc được thì mua giùm em nha. 50.000 nha mọi người. 50.000 một đầm thôi mấy chị yêu ha. Rồi đây là lên set mùa đông đây nè. Set đông đây, set này 101 một set ha, set nỉ nha. Nỉ 101 còn có mấy bộ thôi là hết rồi. Đây set nỉ nè mọi người, em có màu hồng với lại màu nâu ha. Hồng với nâu hai màu. Trời ơi, nỉ này là nói chung là mặt đông là đúng luôn á nha. Lấy hai cái, một vàng, một bạc, một đô nè. Ok chị Thúy Trang Trần nha. Thúy Trang Trần trên số điện thoại nha chị ơi. Thúy Trang Trần nè, một đô với một vàng ha. Nỉ bông nha mọi người. Cái này nỉ bông ha, 101 thôi, bao rẻ luôn á. Cái này người ta bán phải là 160 một bộ á. 160, 180 nha mấy chị. Chứ không ai bán 101 đâu, em bán 101 là quá rẻ luôn nè. Xíu nha.
Em có màu nâu với lại màu hồng thôi à. Em còn một bộ màu hồng thôi, còn lại là màu nâu hết nha mấy chị. Nãy mặt bị ngược rồi, mặt mà cũng ngược nữa. Đẹp lắm luôn, nó là nỉ ha. Cái bộ này là mặc bao ấm luôn. Chị Thúy Trang Trần lấy cho em số điện thoại nè. Thúy Trang Trần lấy thì cho em số điện thoại nha. Chị nói một lần với là một câu đúng không? Đây bộ nỉ nè mọi người, bộ nỉ nha mọi người nha. Nỉ này hả, 54kg độ xuống ok nha. Đầm ngủ phải không? Đúng rồi chị, thì thích mặc ngủ hay thích mặc gì cũng được hết á. Đầm mà rẻ mà mấy chế ơi, thích mặc sao cũng được hết ha. Rồi bộ em mặc nha mọi người, đây là nỉ bông ha mấy chị. Nè mịn lắm nha mọi người, nỉ bông nha, chất xịn đó. Bộ này là người ta bán là 160-180 á nha, em bán có 101 thôi. Bao đẹp luôn, mọi mặc là màu nâu ha mấy chế ha. Nâu này có túi luôn, bộ này có túi luôn, bộ này mặc là bao ấm luôn nha mấy chị. Rồi em còn màu nâu thôi nha mọi người, em còn màu nâu thôi, hết hồng rồi. Lấy nâu chút nâu em nha, còn nâu đây là còn bộ em mặc thôi. Lấy màu nâu thì comment màu nâu em, bộ này có người dặn rồi nè. Rồi lấy màu này chút em, màu nâu nha mọi người. Thúy Trang Trường cho em số điện thoại đi chị ơi, Thúy Trang Trường cho em số điện thoại. Em còn ba bộ thôi mấy chị ơi, nỉ bông nha mọi người, nỉ bông nè. Nãy chị kêu sửa rồi, bộ này nè, lấy bộ này được không chị? Bộ ha, nỉ nha mọi người ơi, còn đúng 3 bộ thôi là hết rồi. 101 một bộ ha mấy chị yêu ha, 101 một bộ, siêu đẹp luôn á mọi người. Chất mịn lắm, hàng này là hàng Quảng Châu á nha mấy chị, không phải hàng là hàng thường đâu. Mình lấy bộ mặt nè, ok, nhóc bún đừng hỏi nè. Nhóc bún đừng hỏi cho em số điện thoại nè, dày lắm luôn. Nhóc bún đừng hỏi cho em số điện thoại nha. Lấy bộ mặt thì chối em luôn, có 101 thôi, siêu rẻ. Thúy Trang Trân ơi, chị có lấy không? Dạ cho em số điện thoại đi. Quý Thiên Xuân bộ luôn này, ok nè. Quý Thiên Xuân bộ nè, rồi còn một bộ thôi nha. Quý Thiên Xuân bộ nè, rồi còn một bộ em mặc nha mọi người. Lấy thì comment giúp em không mấy chị hả? Em còn một bộ thôi, nỉ đẹp lắm, mấy chế tin em đi, nỉ cực kỳ đẹp luôn á nha. Lấy comment giúp em nha mọi người. Siêu siêu đẹp, siêu dễ thương luôn, qua mẫu. Không có màu gì nữa à, màu đó em không thích, có màu này thôi à. Có cái màu kia nhưng mà có cái màu kia nhưng mà hả, có người lấy rồi, có người đặt hồi chiều rồi. Đồng vàng cho Khuyên Tô nè, ok nè, nhóc bún đừng hỏi cho số điện thoại nha. Khuyên Tô ơi, cho em lại số điện thoại luôn nha chị. Cái bộ này hả, thiệt luôn á, mặc là đúng ấm luôn á, em mặc con chút xíu mà em nóng. Nói chung là mặc cũng ok nha chị nha. Rồi lấy chung anh em qua mẫu nha mọi người, qua mẫu ha. Giờ qua tới gì đây? Lên xét đùi đi nha mọi người, xét đùi nha mọi người, xét đùi, đùi đeo. Đùi đeo hay mấy chế hả? Em còn một, ủa, ổn rồi, em còn một bộ. Em còn một bộ em mặc nha mấy chị, ai lấy thì chốt em nha mọi người. Em còn đúng một bộ em mặc thôi ha mọi người ha, xinh đẹp luôn á. Đúng một bộ duy nhất luôn, 101 một bộ nha mọi người ơi. Đẹp lắm á mấy chị, ở trên Facebook không có ai bán 101 đâu. Ok, Thúy Trang chân rồi, em thấy số điện thoại của chị rồi nha. Em lên xếp đồ thể thao nè, xếp đồ beo nha, em có hai màu nâu với vàng nha mọi người nha. Bộ này cực kỳ đẹp luôn, bộ này là bộ thể thao 65.000 một bộ nha mấy chị ơi, 65k ha, đùa nha mọi người nha. Thôi bị xinh, 53kg độ xuống mặt ok nha mấy chị yêu. Một bộ nha mấy chú ơi, 53kg độ xuống mặt ok nha mấy chú. Dễ thương chưa, đẹp lắm nha. Mọi mặt là màu nâu nha mọi người, nâu với vàng hai màu thôi mấy chị ha, nâu với vàng hai màu. Dễ thương lắm luôn nha mọi người nha, dễ thương lắm. 53kg độ xuống mặt ok nha mấy chị, nâu với vàng hai màu nha mọi người. 65k một bộ nha, nâu với vàng hai màu thôi. Lấy đi comment giúp em luôn. Vải dày dặn nha mấy chế nha, vải rất là dày dặn luôn, beo ha mọi người ha. Rồi nâu với vàng, lấy nâu comment nâu, lấy vàng thì comment vàng giùm em nha. Nâu với vàng hai màu nha mọi người ơi, nâu vàng hai màu thôi nè, xinh lắm. 53kg độ xuống mặt ok nha mọi người nha, vàng cũng đẹp luôn, vàng cũng rất là đẹp nha mấy chị ơi, dày dặn lắm luôn. Đây nè, quần nè, đỏ dễ thương chưa. Đây, cái này là may nha mấy chị nha, cái này là may nha, không phải in đâu, cái này là may hết nha, những cái viền này đó làm rất là kỹ luôn, đẹp cực kỳ luôn nha mấy chị, vải dày lắm, 65k. Lấy comment giúp em nha mọi người, đẹp lắm á, rất là xinh ha. Bộ này nó làm rất là cong luôn nên giá nó hơi cao một xíu ha mọi người, nhưng mà bù lại là cái chất của nó với lại những cái đường kim mùa chị của nó may rất là đẹp nha mọi người nha.
Rồi ai lấy thì chốt em ha. Quý Thiên Xuân màu vàng ok nè. Quý Thiên Xuân vàng nè, nâu với vàng thôi mọi người, 65.000 nha mọi người ơi. Quý Thiên Xuân màu vàng nè. Quý Thiên Xuân màu vàng nè. Rồi nâu với vàng thôi, ai lấy nâu với vàng thì comment nâu với vàng giùm em ha mấy chị ha. Đó dễ thương lắm luôn, nâu là bội mặt màu vàng đây. Nâu với vàng hai màu 65.000 thôi, ai lấy chốt giùm em luôn nè. 65k mọi người ơi, 65k nha mọi người nha. Chị nào lấy comment giúp em luôn, 65.000 một bộ thôi, 53kg đổ xuống là ok nha mấy chế. Nâu với vàng hai màu nha mọi người nha, 53kg đổ xuống là ok. Dễ thương lắm luôn nha mọi người, dễ thương lắm á. Siêu siêu đẹp. Rồi ai lấy bội mặt không ạ? Nè, dễ thương lắm luôn nha mấy chế ơi, dễ thương lắm. Đó, xinh lắm ha mọi người ha. Chị nào lấy comment giúp em nha. Ai lấy comment giúp em luôn, em qua mặt nè. Lên đầm nha, lên đầm tiếp. Đầm này 55.000 nha mọi người. Đầm này thêu nha mấy chị ơi, đầm này đầm thêu đẹp lắm luôn. Để coi thử màu gì đây. Màu vàng đi. Đầm chất cô tông ha mấy chị ha, chất cô tông. Em chào chị Trang Quỳnh nha. Rồi em qua đầm nha mọi người, đầm này thì 55kg độ xuống mặt ok luôn ha mấy chị ha. 55kg độ xuống mặt ok luôn nha mọi người, 55.000 một đầm thôi, cô tông 100% luôn, bao đẹp. Cái này dễ thương lắm. Đó. Đầm nha mọi người, cái hình này là thêu nha mấy chị, 55.000 ha mọi người ha. Có túi không em? Cái bộ hồi nãy không có túi chị ơi, cái bộ này không có túi ha. Bao nhiêu một bộ? Cái bộ hồi nãy 65.000 á chị Trần ơi, vô tình chị lấy bộ đó không? Bộ đó mặc dễ thương á. Đầm em mặc là 55.000 nè, dễ thương lắm nha. 55kg độ xuống mặt vừa, mọi em mặc màu vàng nha mấy chị. Vàng. Màu vàng, màu hồng ha. Màu vàng, màu hồng, màu đỏ nè. Vàng, hồng, đỏ, đen. Có bộ thể thao được không chị? Chị mới lên đó, bộ beo đó em lấy không Linh Nguyên? Beo đó cái tướng nhỏ nhỏ người mặc đẹp lắm á. Rồi màu vàng, màu đen, màu hồng, màu đỏ nha. Vàng, đen, hồng, đỏ. À cái này là hồng nhạt nha mọi người ơi. Rồi cái này hồng ruốc nè. Hồng này hồng ruốc nha. Cái con ong này nè với cái đường này là thêu nha mấy chị ơi. Không phải là in đâu á, đẹp lắm. Thêu nha mấy chế nè, mấy chị nhìn rõ không? Thêu hết nha mọi người ơi. Sếp mới bận là gì vậy cho chị coi lại đi. Sếp hồi nãy là sếp đùa chị ơi. Để em xíu nha, em like đầm này xong rồi em lên cái mẫu đó cho chị coi nha. Và màu đô nữa nha mọi người nha. Màu đô với là màu này là màu vàng lợt nè. Cái mặt là vàng đậm nha mấy chế. Màu này vàng lợt nha mấy chế ơi, vàng lợt. Rồi ai lấy màu gì chốt màu đó em. Qua hồng qua màu đen nữa ok nè. Hồng qua đen nè, 55.000 một đầm ha mấy chế ha. Hồng qua màu đen nè. Thạch thảo màu vàng ok nè. Thạch thảo cho em lại số điện thoại chị ơi. Thạch thảo vàng nè. Hồng qua có đen rồi. Vàng cho Thảo nha ok nè. Thạch thảo vàng nè. Đây. Còn Thạch thảo vàng nè. Quý Thiên Xuân vàng rồi. Quý Thiên Xuân vàng đậm. Vàng là hết vàng luôn. Ok Thạch thảo nha. Rồi em cần vàng nhạt nha. Em còn vàng nhạt nè. Màu đô nè. Hồng ruốc nè. Hồng nhạt nè. Màu đỏ với màu đen nha mọi người nha. Chế nào lấy màu gì chốt màu đỏ em luôn. Đây màu hồng ruốc nè, đẹp lắm. Cho mình xem bộ bạn đang mặc y. Cái đầm em mặc hả? Rồi ok nè, em thay cái khác rồi em cho mấy chị coi ha. Đang đậm em mặc là hết nha. Cái này của Quý Thiên Xuân nè, em còn hồng ruốc nha mọi người. Hồng ruốc, hồng nhạt, vàng nhạt, đỏ tươi, đỏ đô với màu đen nha mọi người. 55.000 thôi, 55kg độ xuống ok hết nha mấy chị nha. Nè. Hồng ruốc đây, đó dễ thương chưa? Hồng ruốc nha mọi người nha. Ok Quý Thiên Xuân rồi, lấy vàng đậm rồi nha chị ơi. Đây ha mọi người ha, hè dễ thương lắm. Cái này là may hết nha mọi người ơi. Cái hình này là thêu luôn á chị ơi, đẹp lắm. Đó mấy chị thấy không, hàng dạo này nó xuất sắc lắm mấy chị ơi. Hàng rẻ mà nó thiệt á, biết cho mấy chị mua mấy hàng này mặc được rồi. Đừng mua hàng xịn chi mặc cho tốn tiền. Mua hàng này mình mặc mặc chén là mình dục thôi. Cái hàng xịn rồi mua mắc quá, cái muốn dục cái muốn mặc chú không mặc nữa, không dám bỏ nữa. Rồi màu hồng ruốc nha mọi người nha. Hồng ruốc này màu vàng nè. Hồng ruốc vàng nhạt nha mọi người. Đây là chị gì? Chị gì quên rồi. Bức xanh bức diệt ơi, chị lấy đầm em mặc không? Những cái này là thêu ha mấy chị ha. Ế lộn may nha mấy chị ơi. Có cái bản này là bản thêu nha mọi người. Hình con ong thêu ha mấy chị ha. À lấy comment giúp em luôn. Đỏ cho Hương Trần nè ok nè. Hương Trần màu đỏ ha. Dễ thương lắm á.
55.000 thôi nha mọi người. Hương trường màu đỏ nè, hồng ruốc vàng nhạt nha mọi người, hồng ruốc vàng nhạt đỏ đô nè, rồi hồng nhạt nè, rồi màu đen. Ai lấy màu gì comment giùm em màu đỏ luôn, bao đẹp luôn ha mọi người ha, bao đẹp bao dễ thương luôn. Màu vàng nhạt này đẹp lắm đó nha mấy chị, đừng có thấy vàng nhạt sợ nổi nha mọi người nha, vàng này đúng đẹp luôn, vàng này mới chế nó mà trắng trắng người mặc đẹp lắm, rất là xinh nha mọi người nha. Nè hình cái con này là theo nha mọi người ơi, cô tông 100% luôn ha mọi người ha, dễ thương lắm luôn. Nhưng mà em nói thiệt mà mấy chị coi, mấy chị nghĩ coi đúng không, hàng mà mình tại vì hàng á, mình là con gái mà mặc á thì cứ mua đồ hoài hoài á mấy chị, mà mấy chị thử mua hàng lại hàng mắc tiền coi, mấy chị muốn giục cái áo mấy chị cũng đâu dám giục đâu thiệt á. Thí dụ mua cái áo mấy trăm ngàn đi mình mặc á, thì tại hàng á thì nó ra đổi mới hoài á mấy chị, mình nó mua mắc quá cái tới chừng mà mình nó qua thời rồi, nó qua cái mốt, nó qua cái model rồi, cái mình muốn bỏ mình cũng dám bỏ nữa, cứ mặc hoài vậy đó. Còn hàng nếu mấy chị mua không có tiếc thiệt luôn, có mấy chục ngàn thôi mình mặc chán rồi mình giục cũng không có tiếc, nhưng có mấy chục ngàn mà mặc rất là ok luôn. Đỡ đâu nha bạn, đi đơn chung áo trắng lúc này ok, bất xanh bất diệt ha. Cái đó là sự thật mà em đâu có nói, nó đâu phải nói là để mấy chị mua hàng của em, bất xanh bất diệt nè. Năm mươi lăm nghìn thôi nha. Rồi ai lấy đầm em mặc nữa không, ông ai lấy em qua không, ai lấy em qua nha. Màu hồng ruốc nha mọi người, hồng ruốc màu vàng. Ủa tự nhiên bỏ bịch này, hồng ruốc vàng này, hồng nhạt nè, hồng ruốc vàng, hồng nhạt với màu đen nha mọi người ha. Rồi em còn bốn màu thôi á, ai lấy thì comment giúp em đi, bốn màu thôi nha mấy chị ơi, bốn màu chế nào lấy màu chứ màu đó nha luôn. Em qua mẫu, qua set đây, qua set nha. Vậy váy nha chị Kim Nguyễn ơi, cái này là váy á chị ha, cái này là váy á, váy suông dễ thương lắm, 55.000 thôi, cô tông mà vải đẹp lắm, vải cô tông 100% luôn nha mọi người. Em qua xét cho mọi người ha, qua xét nè. Ai lấy đầm em mặc nữa thì chốt giùm em nha, ai lấy cái đầm em mặc nữa thì chốt giùm em nha mấy chị ơi, dễ thương lắm luôn á, có 55k thôi. Rồi set em chuẩn bị lên là 75.000 nha mọi người, 53kg độ xuống mặt người nha mọi người nha, 75k 53kg độ xuống mặt ok hết, chị nào lấy thì chốt giùm em luôn. Set này rồi đây, ai lấy set thì chốt set giùm em nha. Đó dễ thương chưa, 75.000 nha mọi người, 53kg độ xuống mặt ok nha mọi người. Hoa em mặc là màu đỏ đô nha chị ha, đỏ đô dễ thương lắm luôn. Đó nguyên một bộ ha, 75.000 ha. Cho coi là bộ đùa đi. À bộ đùa đây nè chị ơi, em quên. Nè đùa này Nam Lê ơi, 53kg độ xuống là ok nha. Màu nâu với lại màu vàng hai màu ha. Nó là đùa thể thao mà cái hình họa tiết nó là hình bèo. 65.000 một bộ nha, chất thun dày ha mọi người ha. Chất thun dày mà ok lắm. Đó. Dễ thương lắm nha. Màu này là màu nâu với lại màu vàng hai màu nha chị Nam Lê. Nâu với vàng nha chị lấy màu gì chút màu đó em ha, nâu với lại vàng đậm. Rồi bộ mặc 75.000 nha mấy chị ơi, 75.000 một bộ, 53kg độ xuống mặt ok, 75k. Màu em mặc là màu đỏ đô nè. Đỏ đô nha mọi người, đỏ đô nha mọi người ha, đỏ đô. Rồi nha, màu vàng nè. Đỏ đô vàng nha, đỏ đô vàng. Hồng ruốc nè. Đỏ đô vàng hồng ruốc nha mọi người nha, đỏ đô vàng hồng ruốc. Ai với màu đỏ tươi, đỏ đô vàng hồng ruốc với đỏ tươi nha mọi người ơi, đỏ tươi nha, đỏ tươi nha mọi người nha, đỏ tươi. Rồi ai lấy màu gì chốt màu đó em luôn, đỏ tươi thì nó ổn, màu này là màu đen, đỏ tươi chứ đúng rồi, đỏ này, đỏ là cái phần trên đỏ ha, nguyên bộ màu đen nha. Rồi ai lấy bộ mặt thì chốt nha em nha mọi người, 75.000 một bộ nha mọi người, 53kg độ xuống mặt ok, 75k, 75k, 75k. Chế nó lấy bộ mặt không hả? Hương Trần áo đen á. Chế nào lấy vội mà thì chú em nha mấy chú ơi, có chế nào lấy xé đâu mà không ai lấy xé nên qua mẫu à, qua một áo tiếp nha. Hồng ruốc cho thạch thảo nè, ok nè, hồng ruốc cho thạch thảo nè, thạch thảo hồng ruốc nè, ok gì thạch thảo nha, thạch thảo hồng ruốc nè, 75.000 thôi mọi người ơi, ai lấy thì comment giúp em nha mọi người nha, 75k thôi. Hồng ruốc cho ngố pha nè, ok nè,
Ngố Pha ơi, cho lại số điện thoại nha Ngố Pha nha. Mai em gọi nhớ mất máy giùm em nha Ngố Pha ơi. Ngố Pha hồng đuốc nè. Rồi đỏ đô nha, đỏ đô đỏ tươi nè. Rồi màu vàng nè, đỏ đô đỏ tươi vàng. Rồi đỏ đô đỏ tươi với vàng thôi, ai lấy màu nào chú em luôn. Đen à, ok Nam Nguyên nha. Đen nè, đen là màu đỏ. Nam Nguyên màu đen nè. 75.000 nha mọi người. Nam Nguyên màu đen nè. Rồi ai lấy nữa không mấy chú ơi, ai lấy nữa không ạ? À? Màu đỏ đô màu vàng nha mọi người, đỏ đô vàng ha, với màu đen. Cái màu đỏ tươi chứ. Đỏ đây này, màu đó màu đen đúng rồi. Màu này màu đỏ mới đúng. Màu đỏ nha. Màu đỏ màu đô nè. Màu vàng. Đỏ đô vàng ha mọi người ha, còn ba màu thôi đây. Màu em mặc là màu đô ha, màu vàng với màu đỏ 75.000 một bộ. Rồi ai lấy nữa không mấy chế ơi, chế nào lấy nữa không ạ? 75.000 nha mọi người nha, 53kg độ xuống ok nha mấy chị ha. Chị nào lấy comment giúp em luôn nha mọi người. Chế nào lấy comment giúp em nha mấy chế ơi, 75.000 thôi thôi mấy chế ha. Siêu siêu đẹp luôn nha mấy chị yêu. Siêu đẹp luôn. Rất là xinh, rất là sang luôn á. Những cái này là nó nói nó may nha mấy chị chứ phải in đâu nha mọi người, nó là yên tâm mặc ha. Rồi ai lấy chuối em luôn, em qua mẫu đây nha mấy chị ơi, qua mẫu qua mẫu. Có chế nào lấy bộ em mặc nữa không? Ai lấy bộ em mặc thì chuối giùm em bộ em mặc nha mọi người nha. Siêu dễ thương luôn. Rồi, cái này quần 50.000 nè, quần 50k nha. Quần này 50k nha mọi người nha. Lên quần với áo nè. Đây áo sơ mi nè mấy chị ơi, sơ mi đi nha mọi người nha, sơ mi sơ mi. Hồi nãy ai hỏi em sơ mi trắng nhờ. Cho đỡ đô khu Diệp Từ Châu nè. Diệp Từ Châu cho em lại số điện thoại nha người đẹp. Cảm ơn chị Thạch Thảo nha. Diệp Từ Châu nè. Diệp Từ Châu đỏ đô nè, cho em số điện thoại nha mấy chị ơi. Diệp Từ Châu đỏ đô nè, cho em số điện thoại nha Diệp Từ Châu nha. Rồi em qua mẫu ha, áo sơ mi với lại quần ha mọi người ha. Áo sơ mi với quần rẻ nè, cái này thì quần rẻ thôi. Ủa phải mọi người, cái này là đầm sơ mi rồi mấy chị ơi. Cái này đầm sơ mi rồi, cái này áo sơ mi. Cái này đầm sơ mi mọi người. Để em thử đầm sơ mi cho mấy chị coi nha. Cái này đầm sơ mi nha mọi người nha. Em còn màu đỏ đô, màu vàng với lại đỏ tươi nha mọi người ơi. Đỏ đô vàng với bạn đỏ tươi nha. Rồi, lỡ mở cái này ra rồi nè. Là cái này cũng cái nha, đầm sơ mi ha. Tưởng nó áo sơ mi mà không phải, đầm sơ mi. Đầm sơ mi này 55.000 nha mọi người ơi, tay dài nha mọi người ha, dễ thương lắm. Rồi đầm này mặc sang lắm nha mấy chị. Rất là xinh luôn. Rồi 55.000 một đầm nha mấy chị ơi. 54-55 cái độ xuống mặt ok hết nha. 55.000. Đây ạ, xinh lắm luôn nha mọi người. Cái này cột ha, mấy chị cột lại đàng hoàng giúp em xíu ha. Rồi 55.000 một đầm nha mọi người, mặc là màu đô nha mấy chị. 55kg độ xuống là ok hết nha mấy chị ơi. Đó dễ thương chưa, đẹp lắm ha. Rồi mọi mặc là màu đỏ đô nha mấy chị yêu ơi. Màu đỏ đô nha mọi người ơi, 55k. Màu đô màu hồng ruốc nha mọi người, màu đô màu hồng ruốc, màu đen màu vàng, màu rêu ha mọi người ha, với màu ngói. Đô hồng ruốc đen vàng rêu ngói. Rồi ai lấy màu chút màu đó em nha. 55.000 một đầm nha mọi người. 55.000 một đầm, 55kg độ xuống mặt ok, đầm em mặc hết nha mấy chị. Nó là đầm sơ mi nha mọi người nha. Siêu đẹp luôn. Cái chiếc của nó là chiếc KT lụa nha mấy chị ơi, rất là xinh nha mọi người nha. Chị nào lấy comment giúp em luôn ạ. 55 cái gì ta? 55.000 thôi à. 55.000 một đầm thôi ha mọi người. Trên đây có một cái nút dài luôn nè. Chị nào thích thì gài lên.
Rồi 55.000. Màu đỏ đô nha, đỏ đô hồng ruốc nè, đen nè. Đỏ đô hồng ruốc đen nha mọi người, rồi màu vàng nha mọi người nha, đỏ đô hồng ruốc đen vàng, rồi màu rêu nè. Màu rêu nha mấy chị, màu rêu rồi màu ngói đây nha mọi người. Rồi ai lấy đầm em mặc không ạ? Dễ thương lắm nha mấy chú ơi. Đầm của nhà này hả, nói chung là chất vải cũng ok nha mọi người, không mỏng, không mỏng rồi ha. Siêu siêu đẹp luôn. Rồi, rất là đẹp luôn. Màu đỏ nè. Màu đỏ cho chị thạch thạch thảo này ok nè, thạch thảo đỏ nè. Thạch thảo màu đỏ nè. Ngọc dung đỏ đô nè, ok nè, ngọc dung đỏ đô cho em số điện thoại nha, rồi hết đỏ đô nha mọi người. Em có ngói ha, ngói rêu vàng nè, đen với hồng ruốc nha. Hết đô rồi Quý Thiên Xuân ơi, còn ngói rêu. Ngói rêu vàng đen với hồng ruốc thôi. Đấy ha. Ui da. Đó dễ thương chưa? Về mặt nói chung là cột thì cột đàng hoàng lại em xíu ha. Tại vì em cột sơ sơ thôi. Rất là xinh nha mọi người, nhưng mà màu đôi mặt là hết rồi ha. Sang lắm, cái này mấy chị không thích cột đằng trước thì cột đằng sau em cũng ok luôn nha mọi người. Cột như thế nào cũng được hết. Rồi em còn màu ngói này nha. Em còn ngói rêu nè. Màu vàng, màu đen với hồng ruốc thôi. Ngói rêu vàng đen với hồng ruốc. Ai lấy màu trước màu đó cho em đi. 5 màu nha mọi người nha. 5 màu hơi bị xinh luôn á. Chế nào lấy không ạ? À? Đẹp lắm nha mọi người, dễ thương lắm á. Màu rêu nè. Màu ngói nè. Màu vàng nè. Đen nè, hồng ruốc nè. 55k một đầm nha mấy chị nha. 55.000 một đầm. Em màu ngói nè. Em bộ đỏ. Em ủa, Ngọc Dung lấy cái gì? Bộ đỏ đô hả? Ngọc Dung lấy bộ đỏ đô nè. Ok Ngọc Dung này, vậy Quý Thiên Xuân có màu đỏ nha. Quý Thiên Xuân có đô nha chị ơi. Nãy em tưởng đâu là Ngọc Dung lấy một đầm đô chứ. Rồi Quý Thiên Xuân có đô nha chị ơi. Quý Thiên Xuân có đô nè. Quý Thiên Xuân ơi, chị có đô rồi, em cho chị màu đô rồi, Ngọc Dung lấy bộ mới đúng. 55.000 một đầm nha Hiền Phạm ơi, 55.000 một đầm ha. Rồi em có màu màu. Rồi em còn ngói nha, ngói nè. Đây ngói nè mấy chị ơi, ngói ha, ngói đen. Ngói đen nè, rêu nè, vàng với hồng ruốc. Ngói đen rêu vàng hồng ruốc nha mọi người ơi. Đây đến thử cột, thử đằng sau cho mấy chị coi ha. Và cái đầm này nhưng cột trước đẹp hơn. Cột sau cũng đẹp nè. Đó thấy chưa, mấy chị mặc được hai kiểu, màu nào cũng đẹp hết. Tỏi rêu hậu cưới Thiên Xuân này 38kg mặc vừa nha Hiền Phạm nha. Cái này có một dây cục eo nên là mấy chị thích mặc sao cũng được hết á. Quý Thiên Xuân đỏ màu rêu nè. Rồi còn màu đô, màu ngói nha, màu đen, màu vàng, hồng ruốc. Đô ngói đen, vàng, hồng ruốc. Ai lấy thì comment giúp em luôn. Quý Thiên Xuân màu rêu nè, 55.000 thôi ha. Đầm này nói chung là 30kg mặc ok luôn nha chị. Tại vì nó có một cái cộng dây buộc eo á. Mà em thấy cột trước nó dễ thương không mấy chị ơi. Cột trước nhìn nó xinh hơn là cột đằng sau. Rồi ai lấy đầm em mặc đúng không? Ai lấy thì chốt em nha. Đô ngói ha, đen nè, vàng với hồng ruốc nha mọi người. Ai lấy thì chốt cho em mọi người nha. Chị nào lấy thì comment giúp em luôn. 55.000 thôi. Siêu đẹp nha mọi người. Rồi em lên quần đây. Bộ 80k 48kg vừa không? Vừa nha chị ơi. Mùa nhật thực đầm đô nữa cho chị nè. Mùa nhật thực cho em số điện thoại lại nha. Bộ 80k là bộ đen này này đúng không? Đen này đúng không chị? 48kg ok nha chị ơi. Bộ đen đó là đen á. Ai lấy thì comment giúp em luôn. Rồi em qua mẫu đi nha chị ơi. Qua mẫu nha. Qua mẫu á mọi người ha. Qua áo nha. Qua áo với quần ha. Mùa nhật thực cho em lại số điện thoại nha chị. Mùa nhật thực cho em lại số điện thoại đi. Đầm đô hết rồi Ngọc Phượng ơi. Đầm em còn màu ngói, màu vàng, màu đen. Ngói vàng đen với hồng ruốc thôi à. Tiên vỏ ok nè, lấy chị bộ này ha. Tiên vỏ nha chị ơi, lấy chị bộ này nha. Tiên vỏ nè. Rồi em bỏ đô ra rồi chị ơi. Em bỏ đô ra rồi, chiều mới gọi. Đó mà em. Mà cho em xin lại đi chị. Biết là mới gọi mà cho em xin lại đi nha. Em qua mẫu khác nè. Em qua mẫu áo nha. Ai mà gọi em hoài vậy ta. Rồi em qua mẫu. Ủa cái quần đâu rồi ta. Rồi quần này 50k nè. Đầm em mặc còn màu ngói đó. Chị Ngọc hồi nãy ai lấy màu đô vậy? Ngọc Phượng phải không? Lấy màu ngói cho em được không chị ơi? Ngói cũng xinh lắm nha. Mùa nhật thật nè. Rồi qua áo nè mọi người. Áo này 50.000 thôi mọi người ha. 50.000, 53kg độ xuống mặt ok.
Siêu đẹp luôn, quần thì cũng 50k luôn nha mấy chị. Quần này quần rẻ hả? Quần này quần giá rẻ nè. Quần này thì quần bình thường thôi mà cũng rất là dày luôn nha mấy chị luôn nha. Đó, sơ mi đi chị. Sơ mi hả? Sơ mi nãy em có một mẫu mà mấy nó nằm đâu mất tiêu rồi. Đợi em xíu nha. Để em bóc từ từ cho nó thấy không. Rồi, áo với mặt nha mọi người, 50.000 ha. Có quần này cũng 50.000 thôi. Đây ạ, à, quần này 50k, có bọc phía dưới nha, mọi mặt là màu dương nha mọi người. Mọi mặt là màu dương ha, quần này em có nè, quần 50.000 một quần nha. Màu dương, màu xám, xám nhạt nha mọi người, dương xám nhạt ha. Xám đậm nè, màu đen. Dương xám đậm, xám nhạt, màu đen nha mọi người. Rồi, ai lấy màu chút màu đó em đi nè mấy chị ơi. Ai lấy màu chút màu đó em thôi mọi người ha. Chị ơi, em đặt cái đầm 55k sao chưa gọi. Em có gọi đó Tiên Lê ơi, mà sao gọi không bắt máy gì hết trơn. Hồi chiều gọi như mấy cuộc luôn á, mà gọi không có bắt máy. Cái điện thoại có số gọi nhỏ nào không? Và số của em đó, gọi tới như 2-3 số gì được mà không bắt máy số nào hết trơn. Quần dương cho thật thảo nè, ok nè. Rồi em có quần màu xanh đó nha mọi người, dương có một cái thôi. Dương có một cái thôi, em mệt mỏi hai đen nè, ok nè. Quần 50.000 thôi ha, mệt mỏi hai đen nè. Năm mươi k một quần nha mấy chị nha. Thạch Thảo ơi có dương rồi. Rồi nha, em còn màu xám lợt nè mọi người. Xám lợt xám đậm nè, mệt mỏi á. Xám lợt xám đậm nè, màu đen nè ha. Ừ, xám lợt xám đậm đen ha. Rồi màu xanh nha mọi người ơi. Rồi quần nha, chế nào lấy quần thì chốt quần em nha mọi người. Quần 50.000 thôi, quần này cũng rất là dày luôn nha mấy chị. Áo có nhiều màu lắm, áo này 50k luôn ha. Áo em có màu bò nè. Áo chữ, ba lỗ, đẹp lắm. Màu bò ha, màu rêu. Màu bò, màu rêu, màu đỏ. Bò rêu đỏ trắng. Bò rêu đỏ trắng nha, màu đen. Bò rêu đỏ trắng đen đô. Bò rêu đỏ trắng đen đô xám nè, 53kg độ xuống mặt ok hết. Mặc với quần sọ, mặc giá ba lỗ cực kỳ đẹp luôn ha. Ấy lộ, mặc với quần sọ, mặc với quần em mặc cũng rất là đẹp dễ thương nha mọi người. Rồi nha mọi người, 50kg áo thôi, 53kg độ xuống mặt ok nha mọi người. Rồi, chế nào lấy thì comment giúp em nha mấy chú ơi. 50k một áo nha mọi người. Màu bò ha. Màu bò, màu xám lợt nè. Màu đô nè. Bò xám lợt đô nè. Xám đậm nha mọi người nha. Ấy lộ, màu đen nè. Bò xám lợt đô đen nè mọi người. Rồi màu trắng ha. Màu rêu nè mấy chị ơi. Màu rêu. Rồi màu đỏ tươi nè. À, Tiên Lê ơi, mai gọi nhớ bắt máy giùm nha. Bắt máy mới đi đơn được có người đẹp ơi. Không bắt máy là không đi đơn được đâu. Võ Tiên màu đô nè. Võ Tiên cho em số điện thoại nha Võ Tiên ơi. Võ Tiên đô nè, cho em số điện thoại nha chị. Võ Tiên màu đô nè. Ai lấy áo mặc không, 50.000 một áo thôi nha mọi người. 53kg độ xuống mặc ok hết nha mọi người nha. Hơi bị xinh luôn á, dễ thương lắm. Quần em mặc thì cũng có 50.000 thôi. Linh Nguyên màu bò nè, cái Linh Nguyên nè. Linh Nguyên bò là hết bò luôn nha. Rồi em có màu đô nha, màu trắng, màu đen. Đô trắng đen, đỏ, xám, rêu. Đô trắng đen đỏ xám rêu nha mọi người nha. Linh Nguyên bò. Rồi Alex comment giúp em luôn ạ. Siêu đẹp, 50.000 thôi. Này màu đen nè mọi người, màu đen đi ha. Đó, xinh chưa? Chị gọi lại cho em đi. Mà mai gọi em nha chị. Đúng rồi, mai gọi nha chứ giờ cũng đâu gọi được đâu. Rồi nha, màu đen nè mọi người. Đen nha mọi người, quần em mặc có chế nào lấy không? Dễ thương lắm nha, mới chế 2 sọc thôi, 50.000 thôi à. Siêu đẹp luôn. Rồi màu đen nè, màu xám nè mọi người. Màu đen, màu xám, màu rêu ha. Màu đen, màu xám, màu rêu, màu trắng. Đen, xám, rêu, trắng, đô. Đen, xám, rêu, trắng, đô ha mọi người ha. Với màu đỏ. Rồi ai lấy nước thì chốt em nè. Chị Võ Tiên gì đó ơi, chị có lấy áo em mặc không? Lấy đi cho em cái số điện thoại chị Võ Tiên nha. Lấy đi cho em số điện thoại đi người đẹp ơi. Không cho số điện thoại sao chốt hàng đây. Rồi qua mẫu. Giờ like tới ha, tới hàng lẻ đi nha mọi người. À này em còn hai bộ set là set con mèo nè. Set con mèo nè mấy chị ơi, set mèo đây ạ. À. Set mèo này 75.000. À lấy thì chốt em ha.
Rồi lấy màu rêu nha. Ok, vỏ tiên nè, vỏ tiên rêu cho em số điện thoại đi chị. Vỏ tiên rêu nè, cho em số điện thoại nha. Đầm màu ngói cây ngọc phượng, ngọc phượng đầm màu ngói nè. Ngọc phượng đầm màu ngói này. Ngọc phượng nè, ghi giá cho anh. Hả? 55. Rồi bộ mèo nha mấy chị ơi, bộ mèo này khỏi thử được không? Bộ này này tầm 53 kg độ xuống mặt, 54 55 kg độ xuống mặt ok luôn ha. Ủa không? Ờ đúng rồi. Lưng thun này 54 55 kg độ xuống mặt ok nha mọi người, 75.000 ha mọi người ha. Em có màu đen với lại màu hồng hai màu. À đen với xám. Đen với xám hai màu nha mấy chị ơi, mèo nè. Mèo kim sa ha mọi người ha, bộ mèo kim sa này cũng dễ thương lắm luôn, có cổ á mấy chị. Rồi em còn đen với xám thôi, ai lấy đen xám chút, đen xám em giùm em nha mọi người nha. Thôi chị xin luôn đó chị. Chị nào lấy thì comment giúp em nha mấy chị ơi, dễ thương lắm luôn á, 50k thôi. Ấy lộn mà 75k ha. 75k. Đây để em thử cho mấy chị coi nè, quần này kiểu thật thải nè. Dễ thương lắm mấy chị ơi, dễ thương lắm luôn á nha. Đẹp lắm. Đây, 55 kg độ xuống mặt ok luôn không mấy chị hả? Quần lửng nè, vải đẹp lắm luôn. Em có màu đen với lại màu hồng. Ai lấy đen hồng comment đen hồng giúp em. Cái con mèo này là mèo may nha mấy chị yêu ơi. Mèo may nha mấy chị nha. Chế rồi lấy chú giùm em luôn ạ. Đen với lại hồng hai màu. Ấy lộn, đen với xám nha. Đen với xám hai màu nha mọi người, 75.000 hay mấy chịu ha. Chế nào lấy đi comment em. Đen xám hai màu thôi 75k. Chế nào lấy thì chốt em nha mọi người, 75k ha mọi người ha. Hơi bị xinh, hơi bị đẹp luôn ạ. 75.000 thôi, rồi màu xám với là màu đen ạ. Xám đen hai màu thì là lấy cùng giúp em luôn nha. Quần jean này em còn hai cái đấy mọi người. Có chị nào lấy quần jean không? Quần jean này còn 101 một quần ha. Em còn hai cái, một cái M, một cái L thôi. Ở 130 chứ quần này. Quần này 130 một quần ha. Đây, quần như vậy nè. Đó, 130 một quần nha mấy chị ơi. 50 để em thử cho. Có ai lấy bộ mèo mặc không? Ai lấy bộ mèo mặc thì chốt em bộ mèo nha mọi người. Có lẽ với Thu Trần. Trời, Thu Trần giờ này mới vô. Thu Trần vô trễ quá trời luôn à. Có ai lấy bộ mặc không? Bộ mèo mặc nha. Có hai bộ thôi mấy chị ơi. Thì có quần này dễ thương lắm nè, em có size M với size L nha mọi người nha. M với L, quần này 130 nha, nó là quần jean thôi mấy chị ha. Quần jean. M là từ M là dưới 40 8kg giùm em nha mấy chị ơi. Còn em là từ 48 tới là 53kg giùm em luôn nha mấy chị. Bao đẹp luôn ha. Quần này, quần này lưng cao nha mọi người. Quần lưng cao nha mọi người. Mấy chị mặc với áo gì cũng đẹp hết á. Bộ chị mặc còn không? Em còn màu xám á. Moon moon, em còn xám nha. Mỹ Tiên, bộ em mặc này Mỹ Tiên cho em số điện thoại nè. Mỹ Tiên cho em số điện thoại nha chị ơi. Mỹ Tiên cho em số điện thoại đi. Đây bộ mèo đó. Mèo mặc đó. Rồi em qua cái mẫu này cho mấy chị coi nè. Cái quần này nha, quần này còn hai cái thôi, 130 một quần thôi mấy chế ha. Chế nó lấy chốt em đi. Mun mun ơi, em có màu xám nè chị lấy xám không? Mỹ Tiên chăm số điện thoại nha chị ơi, Mỹ Tiên chăm số điện thoại chở hết pin này trời. Đây quần em mặc nè ha. Đây nè, muôn muôn ơi, còn xám thôi được không chị? Muôn muộn này còn xám thôi nha chị nha. Đây nè chị muôn, ủa này cũng muôn muôn hả? Muôn muôn này xám nè em. Xám đây nha em nha. Rồi bộ này 75 ha mọi người. Còn một bộ xám thôi mấy chị ha. Còn một bộ xám thôi, quần lửng á, dễ thương lắm luôn. Rồi có quần em mặc này mấy chị ơi, quần em mặc nha, 130 một quần nha mọi người. Nói là lưng cao, bích ghi nha mấy chị ha.
lưng cao bách ghi dễ thương lắm, 130 một quần nha mọi người. Em còn size M với lại size, em còn M với lại size L thôi, quần em đang làm mặc là size L nè. Em L là từ 53kg độ xuống luôn ha mấy chị ha. Còn M là từ 46 M là từ 48kg độ xuống nha mấy chị. Chị nào lấy quần thì chốt quần em nha. Quần em còn đúng hai cái thôi là hết rồi. Dễ thương cực kỳ luôn. Quần đẹp lắm nha mấy chị ơi. Rồi Moon Moon màu xám nè, ok nè. Moon Moon cho chị xin lại số điện thoại nha em. Moon Moon xám nè, cho em chị xin lại số điện thoại nha. Moon Moon xám, rồi qua mẫu ha. Có chị nào lấy quần em mặc không? Có ai lấy quần em mặc không ạ? Áo bao nhiêu chị? Áo này hả? Áo này 45.000 thôi à. Ủa áo này 50.000 chứ lộn. Áo 50k nha, áo 50k. Quần 130, áo 50k. Ai lấy comment em luôn. Áo có màu gì hả? Màu chị ra mặc là màu đỏ ha. Màu đỏ, màu đen, màu đô nè. Đỏ, đen, đô nè. Trắng nè, rêu, xí xám. Đỏ, đen, đô, trắng, rêu, xám nha. Xám nè, rêu nè, trắng nè. À, màu đô với màu đen ha. Trắng, rêu, xám, đô, đen. Có chị nào lấy quần em mặc không ạ? Quần em mặc 130 nha mọi người ơi. 130 nha, M với L thôi. Siêu đẹp luôn á. Rồi áo nha mọi người, áo này đây. Áo này cũng 50k một áo nha, 55kg độ xuống mặt vừa nha mọi người. Áo len ha mọi người ha. Len 50k nè. Đó dễ thương chưa? Lấy em đỏ nha, ok mít đỏ ha, mít đỏ màu đỏ nè. Mít đỏ màu đỏ nè. Mít đỏ lấy quần chị mặc không em? Rồi, ai lấy áo nữa thì chốt áo nha mọi người. Quần em mặc là quần lưng cao nha mọi người, quần lưng cao ha, bao dễ thương luôn á. Áo nha, áo này 55kg độ xuống mặt ok luôn nha mọi người. 55kg độ xuống mặt ok nha mọi người, 50k ha mọi người ha. Đó dễ thương chưa, mọi mặt màu xám nha. Màu xám lợt, xám đậm với lại màu đen. Xám lợt, xám đậm với màu đô mọi người ơi. Xám lợt, xám đậm với màu đô nha mọi người nha. 50k một áo, 55kg độ xuống mặt vừa. Áo len nha mấy chị ơi, áo len chị nào lấy comment giúp em luôn. Len len ha mấy chị ha, len rất là dễ thương luôn nè. Áo ngắn tay chị ơi, áo đó bữa hôm em lấy rồi. Áo ngắn tay hả, ngắn tay hot rồi. Ngắn tay 55kg không vừa đâu chị Thu Trần ơi. À ngắn tay hả, đợi em xíu nữa. Rồi chế nào lấy áo mặc không? Ai lấy áo comment giùm em nha. Màu xám ha mọi người, màu xám lợt, xám đậm với lại màu này là màu đô. Xám lợt, xám đậm, màu đô nha, với màu màu tím nè. Xám lợt, xám đậm, đô tím ha. Tím đậm á, với lại màu xanh nha mọi người nha. Rồi 50.000 một áo, chị nào lấy thì chốt giùm em luôn. Rồi qua mẫu đây. Rồi áo gấu nè mọi người, gấu này 45k nha, 55kg độ xuống mặt vừa, 45.000 áo gấu. Ai lấy áo gấu thì comment giùm em áo gấu luôn, 45k nha mọi người, gấu ha. 55kg độ xuống mặt vừa áo gấu này luôn nha mọi người, 45.000. Chị nào lấy áo gấu thì cho áo gấu giùm em mấy chế ha, gấu 45k nè. 1 tím à, tím đây chị ơi, tím đây. Xám đậm này cho hồng yến nè, ok nè, hồng yến xám đậm nè. Hồng miếng xám đậm nè, tím đây nha chị ơi, tím đây, tím nè, nó tím ha, tím đây nha chị ơi, tím nha. Rồi ai lấy tím chút tím em nha, em có xám lợt nè, tím nè, màu xanh nè, xám lợt, tím xanh ha, với lại màu này là màu đô nha mọi người, màu đô ha. Ủa màu nâu, ủa màu này màu gì ta, màu màu nâu quá mọi người, màu nâu quá ha, màu nâu, tím hả, tím đây nè chị ơi, tím đây, tím này, ủa đâu rồi, đây nha, 50.000 thôi ha, rất là dễ thương luôn. 55kg độ xuống mặt ok hết nè. Áo gấu đây này Ngọc Huy Lu ơi, gấu này vải cô tông nha mọi người ơi, 45.000 thôi ha mọi người ha. 45k áo gấu này thôi. Thạch thảo này lấy tím đâu, ok thạch thảo này rồi hết tím luôn nha mọi người, thạch thảo tím nè, rồi hết tím ha. Cái em đang mặc là áo riêng, quần riêng với bút xanh đích việt ơi, áo 50k quần 130 như Vinh Phạm ơi, hết tím rồi.
Tay có bo không em? Tay có bo với chị nè. Tay bo nha chị nha. Mấy cái áo này tay đều bo hết á. Đây em có một cái màu nâu nữa em. Màu nâu đây nè. Nâu đây nè mọi người, hết tím rồi, lấy nâu em được không? Đây nâu thôi mọi người ha, nâu đen á. Em đi tỉnh lên nha chị nha. Ok em nha. Ngọc Huy Lu ơi, áo gấu nè. Ok nè, Ngọc Huy Lu cho em lại số điện thoại nha người đẹp. Ngọc Huy Lu nè, áo gấu cho em lại số điện thoại nha. Rồi đây, chế nào lấy áo tím mồm. Ấy lộn, áo nâu nha. Nâu nè, xanh nè, với màu xám em mặc nha. Nâu xanh với xám nha mọi người, 55 nghìn áo nha. Cái quần em mặc là hả 130 một quần này mọi người ơi, 130 một quần ha. Có size S với size M. S dưới 48kg nha, M từ 48 tới lại 53kg giùm em luôn. Quần này dễ thương lắm, có túi đàng hoàng nha, lưng cao nha mấy chị ơi. Áo riêng, quần riêng nha mấy chị nha. Chị nào lấy chốt giùm em luôn, rồi em qua mẫu nè. Ủa này gì? Xong rồi, người ta lấy tím rồi. Lấy một khế giùm em đi nha, được không? Rồi, cái này là yếm nha mọi người, yếm nha. Yếm này 45.000 luôn nè. Dồn đơn, ok Ngọc Huy luôn nè. Ok Thạch Thảo nè, màu xanh luôn ha chị nha. Thảo, chị Thảo màu xanh nè. Thảo màu xanh, rồi em còn màu nâu với màu xám thôi nha. Rồi cái này là yếm nha mọi người, yếm ha. Yếm này 55kg độ xuống mặt vừa luôn, 45.000 ha mấy chị yêu ơi. 45.000 yếm. 45.000 ha, cái này có, nó có một cái cộng dây. Cộng dây này buộc vào chính giữa em nha. Rồi 55.000 một yếm này. Ê 45.000 một yếm này nha mấy chị. 55kg độ xuống mặt vừa yếm này ha mấy chị ha. Dễ thương lắm luôn, siêu đẹp. Rồi ai lấy yếm đi, chụp yếm đi em nha mọi người, yếm ha. Xám nha, ok, bất xanh bất chị này, ok chị nha. Rồi hết xám luôn rồi, còn áo màu nâu thôi nha mọi người. Áo nâu ha mọi người ha. Yếm nè, ok, bất xanh bất chị nè, chị yếm luôn ha. Nè, bất xanh bất chị yếm luôn. Đợi xíu nha mấy chị ơi, rồi áo nha, áo này 45.000 luôn nè. Yếm quần hay yếm váy? Yếm váy chị ơi, yếm váy, yếm là váy không mà ít có quần lắm dạo này. Rồi áo này 45.000 luôn nha mọi người, áo chuồn chuồn ha. 53kg độ xuống mặt ok, tay ngắn, ấy 55kg độ xuống mặt ok luôn ha mọi người ha. Tay ngắn 45k luôn, hồng, ai lấy áo hồng chốt áo hồng giùm em luôn, 45.000 áo hồng nè. Chế nào lấy áo hồng chốt áo hồng giùm em nha, 45k thôi nha mọi người. 45k áo hồng thôi mọi người ha, 45k. Rồi bộ đùi 2 dây này ai lấy đi comment giúp em luôn nha mấy chị ơi. Bộ đùi 2 dây nha mọi người ơi, 53kg độ xuống mặt vừa nha. Đây ạ, 45.000 luôn ha mọi người ha. 45.000 bộ đùi này nè, đùi 2 dây nơ ha mấy chị ha. 45.000 một bộ, ai lấy đùi thì comment em chữ đùi luôn nha mọi người. Đùi ha mọi người ha, 45k nha mấy chị ơi, 2 dây nơ nha mấy chị xinh đẹp. 45.000, 53kg độ xuống mặt ok. Ai lấy nơ chốt, ai lấy đùi chốt đùi em nha mọi người. 45k mẫu đùi này thôi ha mấy chị yêu ha. 45.000. Ai lấy đùi comment em chữ đùi luôn. Đùi đùi nha mấy chị yêu ơi, đùi nha. Rồi cái này áo xám nách này, áo này tầm 52kg độ xuống nha mọi người, áo ha. Áo rồi cái này hồng lợt, ai lấy hồng lợt thì comment em chữ hồng lợt luôn. 45.000 luôn nha. Hồng lợt 45k, có dây kéo đây, 45k hồng lợt nha mấy chị ơi, rất là dày dặn luôn nha mấy chị nha. 45.000, 52kg độ xuống mặt vừa. Ai lấy hồng lợt chứ hồng lợt giùm em luôn. Hồng lợt nha mọi người, hồng lợt có chế nào lấy không? À có hồng lợt với xám nè. Áo nó có hồng lợt với xám nè, 45.000. 52kg độ xuống mặt vừa nha mọi người. À rồi, có ai lấy áo nè mà, ai lấy áo đi chốt áo em nha mọi người. Hồng lợt chi xám nha mấy chị ơi, hồng lợt chi xám ha mọi người ha. Chế nào lấy comment giúp em luôn nha mọi người. Rồi chân váy nha mọi người, chân váy kaki nha mọi người ha. Size S nè, size S dưới 45kg giùm em nha. S dưới 45kg giùm em nha mọi người, 45k chân váy này luôn. Đây, ai lấy chân váy quần thì chốt chân váy quần giùm em size S nha mọi người, 45kg độ xuống mặt vừa ha. Cái này là quần bên trong nha mấy chị yêu nha. Quần bên trong
Rồi ai lấy chân váy thì chốt chân váy giùm em kaki bao dày luôn nha mấy chị. Áo phun phơm rộng hả? Rồi ai lấy chân váy thì chốt em chân váy nè. Chân váy nha mọi người, chân váy. Xám, xám hết rồi. Quý Thiên Xuân ơi, lên nguyên chân váy nè, ok nè. Lên nguyên chân váy nè. Rồi cái này quần lưng cao nè mấy chị. Rồi quần lưng cao ha mọi người ha. Cái này có màu trắng là size S với M, ok nè, 46 ký ok nha em ơi. Đây ha mọi người ha. Quần này quần lưng cao, quần đùi kaki nha mấy chị. Em có size size M với L nha. M là từ để em coi coi. L là dưới 52 ký giùm em ha. Còn quần thì có quần thì M là từ dưới 45 ký giùm em nha mọi người. M từ 45 ký, M dưới 45 ký nha. Còn L từ 45 tới 50 ký thôi. Rồi ha. Size S này thì dưới 40 ký thôi mấy chị. S này dưới 40 ký nha. Cái này màu đen này nhỏ lắm em ơi. S này dưới 40 ký thôi à. S này dưới 40 ký đi mà ok nha. Chị nào dưới 40 ký thì mặc size S giùm em đi. Dễ thương lắm luôn. Đẹp lắm ha mấy chị ha. 45 nghìn một quần thôi mọi người. 45k một quần. Ôi màu đen này hơi dây kéo luôn rồi. Đây hơi dây kéo luôn rồi. Rồi em còn màu trắng thôi. Em còn màu trắng thôi nha mọi người. Kaki ha. 45 nghìn một quần nha mấy chị nha. 45k một quần, nó là quần lưng cao mấy chị, có hai hộp nút ngay đây nè. Ủa cái này mất tiêu nút luôn rồi. Là còn một cái L thôi, L là hả? Đây nha mọi người ơi. Mình sáng phát lách cổ cao này, cái áo đó ok Quý Thiên Xuân nè. Xám nè, Quý Thiên Xuân nè. Hết rồi em ơi, cái quần đó hết rồi, còn một cái sang L màu trắng thôi. Màu trắng dưới 50 ký nè, còn một cái màu trắng thôi mấy cái ghi, một cái xúc nút rồi một cái hơi dây kéo rồi. Rồi ha mọi người ha. Qua mẫu đây. Cái này cũng yếm đó mọi người. Yếm này 45.000 luôn nha mấy chị luôn nha. 45k luôn. Yếm caro. Yếm caro này 45k nha mọi người. 55kg độ xuống mà ok hết ha mấy chị ha. Đây 45k một yếm nè. Đó dễ thương lắm luôn. Có một cái dây nịt ha. Có một cái dây đó để nịt ở giữa là nha mấy chị ơi. Đây nha mọi người. Đó dễ thương chưa? 45.000 thôi. Ai lấy yếm caro thì cho yếm caro mình giùm em ha. Yếm caro, caro 45k. Có một cái cọng dây nịt nè. Cột ở dưới eo nha mọi người. Chị nào lấy đi comment giúp em nha mọi người. Chị nào lấy comment giúp em luôn. Rồi qua mẫu ha. Lên đầm nha. Rồi đầm caro này nha mấy chị ơi, đầm caro ha. Còn một cái em tính 45k luôn nè. Đây 55kg độ xuống mặt vừa luôn nha. Đầm caro nha mọi người, 45k ha. 55kg độ xuống mặt ok luôn. Chị nào lấy đi comment giúp em đầm caro nha mấy chị ơi. Đầm caro 45.000. Đầm caro, caro 45.000 thôi nha mọi người. Chị nào lấy đi comment giúp em đầm caro ha. Ok Hồng Nguyên nha. Rồi ai lấy comment giúp em luôn nè. Rồi nha mọi người, đầm caro ha mấy chị ha. Đầm caro, ai lấy đầm caro thì chốt em đầm caro nè. 45.000 thôi. Siêu đẹp luôn. 55kg độ xuống mặt ok ha. Đầm caro cho mạnh hơn nè, ok nè. Mạnh hơn đầm caro nè. Còn mạnh hơn nè. Rồi đầm màu cam nha mấy chị ơi, cam nha. Đầm này 45k luôn nè, 55kg độ xuống mặt vừa luôn, màu cam. Đầm này đầm thể thao dễ thương ha. 55kg độ xuống mặt vừa, tay dài nha mọi người, chất khung ha mấy chị ha. Rồi 45.000 đầm cam này luôn mấy chị ơi, 45k đầm cam nha mọi người ơi. Phối caro phía dưới nha, mặt lên cực kỳ đẹp luôn. Ai lấy comment em đầm cam nha mọi người. Mặt đầm này mang bata lên dễ thương lắm á. 45k một đầm. Ai lấy đầm cam thì chốt em đầm cam này. 45.000 ha. 45.000 đầm cam này nha mấy chị ơi, 45k thôi. Dễ thương lắm nha mấy chị ơi, 45.000 thôi nha mấy chị. 45.000.
rồi đầm xám này cũng body luôn, body này rút một bên nha mấy chị nha, 45k luôn đầm xám. Đầm xám này body rút một bên eo nè. Cái này form dài tới gối giùm em nha mọi người. 55kg độ xuống mặt vừa đầm này luôn. Em có màu xám với lại màu xám đậm với là xám trắng nè. Có xám đậm với xám trắng nha mọi người nha, 45k ha. Đây xám đậm với xám trắng nè, 45.000 nha mọi người ơi, 45k. Trời dễ thương lắm, mặc lên sang lắm nha mấy chị. Đầm này mặc lên rất là sang luôn. À lấy comment giúp em luôn nha mọi người. Siêu đẹp ha mọi người ha, 45.000 ha. Rồi xám đậm với xám trắng hai màu. À lấy comment giúp em, 45k một đầm thôi nha mấy chị ơi. 45.000, 45.000 ha mọi người ha. Xám đậm xám trắng. Chế nào lấy comment giúp em luôn ạ. Xám đậm với xám trắng nha mọi người. Rồi sơ mi nè mọi người, sơ mi này còn hai cái nè. Sơ mi nha mấy chị ơi, sơ mi ha. Sơ mi này 55.000 một áo nha mọi người ơi, 55.000 một áo nha mọi người nha. 55k một áo nè, dễ thương lắm luôn. Sơ mi này để mặc cho coi còn có đúng hai cái thôi. Cái này của bức xanh bức gì kìa. Đây nè, sơ mi này 55.000 ha mọi người ha, 54kg, 53kg độ xuống mặt ok nha mọi người ơi. Rồi sơ mi đen, à lấy sơ mi đen chú em, sơ mi đen ha. Sơ mi đen nha mọi người, còn đúng hai cái, 53kg độ xuống mặt ok nha mọi người nha. Đậm á hả? Rồi ok nè. Đầm xám đậm đây nè. Đầm này dễ thương lắm luôn á. Xám đậm đây còn một cái xám đậm thôi. Đây ha mọi người ha. Đỏ dễ thương lắm. Trời cái đầm này mặc sang lắm mấy chị ơi, sang lắm luôn á, thiệt có đẹp lắm. Rồi sơ mi mặt này 55.000 ha. Rồi 53kg độ xuống mặt ok. Em còn hai cái màu đen. À lấy đen chốt đi em luôn nha. 55.000 chất lụa nha mấy chị. Mặc với cái quần em mặc cũng rất là xinh nè. Đỏ dễ thương chưa? 55.000 thôi nha mọi người. Rồi chị nào lấy đi cùng với em nha. Sơ mi đen cho Thạch Thảo này ok nè. Rồi em còn một cái đen này chị nào lấy không? Thạch Thảo đây. Rồi em còn một cái màu đen nha mọi người ơi. Xám đậm cho Mạnh Hưng nè, ok nè. Xám đậm cho Mạnh Hưng nè. Đẹp lắm. Sơ mi cho mua mùa hè nè, ok chị nè. Mua mùa hè cho em số điện thoại nha chị ơi. Mua mùa hè bi nè cho em số điện thoại nha. Rồi. Cái này của ai quên rồi, Mạnh Hưng hả? Không nè. Rồi qua màu áo tiếp nha. Mua mùa hè cho em số điện thoại người đẹp ơi. Rồi gấu đen này 55kg độ xuống mặt vừa nè, 45.000 nè áo gấu ha. Áo gấu 45.000 nha mấy chị ơi, 45.000, 55kg độ xuống mặt ok hết nha mấy chị. Chị nào lấy comment giúp em luôn, gấu 45k. Cái đầm hồi nãy em còn màu xám trắng á, ai lấy xám trắng không? Đầm gút dây nãy á còn xám trắng nha. Rồi nha mọi người, ai lấy thì comment với em áo gấu này, 45k nha, cô tông 100% luôn. 55kg độ xuống mặt vừa, cái hình cái mặt này là mặt thêu nè. Cái chữ này cũng chữ thêu nè, nhưng mà có 45.000 thôi. Đó đẹp chưa? Chiếc cô tông 100% luôn nha mấy chị. Chị nào lấy comment em luôn, gấu 45k. Hơi bị xinh nha mấy chị ơi, hơi bị xinh luôn á, 45.000 thôi à. Chị mua mùa hè ơi, chị có lấy không vợ, cho em được cái số điện thoại đi chị yêu. Nè gấu này 45.000 thôi nè, ôi da. Đó, form rất là xinh ha, 45k nha, mặc cái quần jean đơn giản thôi, nhìn cũng rất là đẹp luôn. Ai lấy gấu đi chốt gấu em ha, nhìn mặt trẻ trung nha mấy chị ơi, trẻ trung rất là xinh nha mọi người. Rồi 45.000 áo gấu, chị nào lấy áo gấu, comment áo gấu nghe nha. 55kg độ xuống mặt rồi, 45k. Rồi áo này cũng 45.000 luôn nè.
Áo này cũng 55kg độ xuống mặt ok luôn nha mọi người. Coi giãn siêu nhiều luôn. Đây 45k một áo màu xám. Xám nha mọi người. Đây ha, xám xám chứ nó lại xám chút xám em. Áo đen này 55kg vừa nè Thu Trần, chị lấy không? Đen này 55kg vừa hết nha. Mấy cái áo này em chụp em đang like là 55kg vừa hết luôn nè. Ai lấy xám chút xám em luôn. 45.000 áo luôn nha mấy chị. Quần bao nhiêu hả? Quần 130 nha. Mệt mỏi ơi, còn size S với M thôi. M với L ha. M L dưới 48kg, L từ 48 tới 53kg giùm em ha. Này áo đen Thu Trần lấy không nè, đẹp lắm nha Thu Trần. Cái chất vải ok lắm. Dễ thương ha mấy chị ha, đơn giản thôi mà nhìn rất là xinh luôn. Vừa nha Thu Trần ơi, vừa nha chị. Vừa nha Thu Trần nha, chị lấy đi comment giúp em. Rồi ai lấy đen thì comment đen, ai lấy xám comment xám em. Tay dài hai cái nào cũng 55kg độ xuống mặt vừa hết, 45.000 nha mấy chị nha. Rồi ai lấy comment giúp em luôn. Có chị nào lấy áo đen không? Quần em mặc không có coi giãn chị, nhưng mà nó có cái lưng thun, cái này là lưng thun nè, nhưng mà nó có màu đen thôi. Áo này thì có màu đen thôi, áo em mặc thì có màu đen thôi nha. Mickey này thì có màu nè, Mickey thì có màu ha. Mickey này thì 45.000 luôn nè. Mickey cũng phơm phơm giống như cái áo mặc nha mọi người. Em có màu xanh nè, màu biển nè, màu xanh, màu biển, màu trắng nè, màu đen. Rồi Mickey thì có xanh biển trắng đen nha mọi người ơi. 45k ha, xanh biển trắng đen 45.000. Gấu thì có màu đen thôi, gấu thì có màu đen thôi. Quần này em mặc thì không có coi rẻ nha, nhưng mà mặc thoải mái lắm mấy chị ơi, thoải mái lắm luôn á. Em là em 55kg mà em coi mấy 62 mà em mặc vừa cái quần này luôn mấy chị. Cho em màu đen, còn màu gì nữa không? Rồi ok, Thu Trần màu đen nè. Thu Trần cho lại số điện thoại nha Thu Trần ơi. Thu Trần này cho em lại số điện thoại chị ơi. Gấu này còn có màu đen thôi, mấy kia thì có màu. Gấu thì còn màu đen thôi ha, mấy kia thì có màu ha người đẹp. Nè, cái hình mấy kia đây à, nó cũng như hợp form như vậy luôn, nhưng mà mấy kia này mấy kia thiêu một bên. Đó, mấy kia thì có áo nè, trắng đen nè, xanh với biển. Trắng đen biển với xanh nha. Trắng đen biển xanh nha mọi người, trắng đen biển xanh ha mấy chị ha. Bao đẹp, 45k thôi, chị nào lấy không? Ok Thu Trần nè, cho em số điện thoại chị ơi. Cho em số điện thoại Thu Trần ơi, cho em số điện thoại đi người đẹp. Nè lấy mấy kia này không, mấy kia này cũng 55kg vừa luôn nha, 45k nha mọi người. Thun đơn giản nhưng mà mặc mát lắm mấy chị ơi. Mấy cái này mấy chị mặc nói chung là mặc đi làm vẫn được luôn á. Đơn giản mà mặc thích lắm, mặc rất là mát luôn mấy chị. Cô tông đẹp nha mọi người, cái vải này là vải cô tông á, cô tông đẹp lắm nha. Chứ coi rẻ á mọi người, nhưng mà có 45.000 áo thôi, siêu đẹp. Mua rẻ rẻ mặc đi làm vẫn ok nè mấy chị. Đó dễ thương lắm luôn. Rồi màu xanh màu biển nè. Thu Trần cho em số điện thoại, xanh biển trắng đen nha. Xanh biển trắng đen rồi ai lấy nữa không? Rồi ha mọi người ơi. Không ai lấy em tắt like nha mấy chị ơi, tắt like nha. Không ai lấy gì nó tắt like nha mấy chị ơi. Áo gấu 55kg vừa nha Nguyễn Thế, chị lấy không? Còn một cái nè. Gấu còn một cái nè, chị lấy không Nguyễn Thế ơi? Cho mình xem đầm chút thêm rồi gửi bạn ơi. Trời đất ơi, giờ em này chuẩn bị nghỉ rồi em, chị mới chị mới vô. Nè chị ơi, mẫu này chị lấy không? Mẫu này đẹp nè, 55.000 một đầm nha chị Hoàng Anh Triều. 55kg độ xuống mặt vừa nha. Dài không chị là sao? Cái áo mặc á hả? Áo mặc phơm vậy nè. Nói chung mấy cái này phơm tạng vậy thôi mà, phơm bình thường ha. Không ngắn ha, dễ thương lắm. Ok Nguyễn Thế áo gấu nè. Màu vách tỉnh màu xanh nè, ok nè, vách tỉnh màu xanh nè. Vách tỉnh này có được không? Vách tỉnh màu xanh nè. Cubin Vũ màu trắng đi cho số điện thoại nè. Cubin Vũ trắng đi cho số điện thoại nha Cubin Vũ ơi. Ok heo nguyên nha. Cubin Vũ trắng đi cho số điện thoại nha. Hot xanh rồi người đẹp Thu Trần ơi. Còn màu biển với lại màu đen thôi. Còn biển với đen à. Cubin Vũ thấy lấy đi cho số điện thoại. Chị gì á, chị gì quên rồi. Đầm này được không này chị nha? Chị gì? Hoàng Anh Triệu ơi. Đen gấu hết rồi chị. Áo gấu hết rồi chị đó, bước đừng hỏi thôi. Gấu em còn màu ấy lộn, còn Mickey thôi. Mickey thì form giống vậy luôn mà, màu xanh với màu biển nè. Ấy màu biển với là màu đen nè. Em còn biển với đen nè. Form giống y hệt cái em mặc luôn nha, mà có biển với đen ha. 45.000 nha, mà gấu em mặc hết rồi mọi người. Em còn màu biển với màu đen thôi. Đây nè, biển với đen ha mọi người ha. Dễ thương lắm. 45k biển với đen nha mọi người ơi. Còn hai đúng hai cái thôi là hết rồi. 45.000 màu biển với màu đen nha mọi người nha. Đó hơi bị xinh luôn.
45k một áo ha, biển đen. Mệt quá. Ok, miệng Nguyễn Thế nè. Rồi, trẻ nào lấy biển đen, comment biển đen em. Diệu Hoàng Anh Triệu ơi, đầm này được không nè chị? Còn mà biển màu đen thôi á, đầm nha, đầm này 55.000 nha mọi người ơi, 55kg độ xuống mặt vừa ha. Mặt của Nguyễn Thế hả? Ờ, cái mặt của Nguyễn Thế. Rồi, đầm này 55.000, 55kg độ xuống mặt vừa. Màu hồng ha. Cô Vinh Vũ này chị có lấy không vậy? Em còn trắng ha, áo Mickey thì còn trắng nè, đen với là xanh nha mọi người ơi. Rồi đầm này em có hồng rúi này, màu vàng nha mọi người. Hồng rúi vàng này, hồng nhạt nè, màu đen. Hồng rúi vàng, hồng nhạt với đen. Đầm này phơm rộng, phơm suông nha mọi người. Màu biển cho khu trần nè, ok nè. Khu trần biển luôn nè. Khu trần biển nè. Hoàng Anh Triệu ơi, chị lấy đầm này không chị? Màu đen nè, màu hồng nhạt nha. Màu đen, màu hồng nhạt nè, màu vàng nè, với màu hồng rúi ha chị ơi. Đen, vàng, hồng nhạt với rúi. Ai lấy comment giúp em luôn. Để em thử cái đầm body này cho mấy chị coi nè. Còn có hai cái là lấy được thì lấy giùm em luôn nha. Cái này của Nguyễn Thế nè. Cho đen nữa, ok chị nha. Màu đen nữa nè. Cô Bình Vũ ấy, trắng với đen. Có đen như đây nè. Rồi đầm này 45.000 thôi nha mấy chị ơi. Đầm nút hồi nãy á. Mẹ em thử màu xám á, bây giờ còn màu xám trắng nè. Còn màu xám trắng thôi nha, 45k một đầm ha. Đầm này mặc nhớ mặc cái nịch vô giùm em ha mấy chị ơi. Rồi 45.000 nè. Đó dễ thương chưa. Ok Trúc Phạm nha. Rồi ai lấy cái đầm body thì chốt em đi, 45k một đầm thôi nha mọi người. Đỏ rút một bên nè mấy chị yêu. Hết biển rồi chị ơi, hết màu biển rồi. Biển có người lấy rồi người đẹp. Đó đầm này mặc 45k ha. Nhớ mặc cái nịch vô giùm em ha mấy chị ha. Chị nào có bụng thì phải mặc nịch bụng như em nè, cái này nó cột em một bên nè. Đó 45.000 một đầm thôi, em còn xám trắng. Ai lấy đi comment giùm em đầm body đi mọi người. Đầm body ha mọi người ha, 45.000 thôi. Chị nào lấy body chốt body giùm em luôn, 45k body nè. Rồi chế nào lấy không ạ? À? Chế nào lấy đầm body này không mấy chị ơi, ai lấy body thì chốt body giùm em nha mọi người nha. Rồi thôi, không ai lấy thì em tắt like mấy chị ơi. Tắt like nha mọi người. Chúc mấy chị đẹp ngủ ngon nha.